Chào mừng các bạn đến với siêu phẩm chuyển sinh, chọn bộ ta muốn trở thành chúa tể bóng tối. Đây là Nishino, buổi sáng cô thức dậy đúng giờ theo chuông báo thức. Tiếp đó, Nishino đi tắm rửa vệ sinh cá nhân. Sau đó thì cô ấy đi học, có vẻ như Nishino bị ám ảnh bởi chuyện gì đó. Sau khi tĩnh tâm lại, Nishino đã bắt đầu lên xe ra khỏi nhà để tới trường. Khi tới trường, Nishino đụng mặt phải tên con trai mà cô ghét nhất. Đó chính là nhân vật chính của chúng ta, cậu tên Kageno kageno đã trào sai tên của nishino nên cô mới trưng ra cái biểu cảm này đây nhận ra mình sai nên kageno đã xin lỗi cô ấy chắc do cậu hơi thiếu ngủ sau đó thì kageno trào lại một lần nữa nhưng đậu phụ lại sai nữa rồi nishino biết vấn đề không phải là vậy mà là trong mắt cậu ta còn éo có cô trong lớp học nishino luôn được mọi người vây quanh bởi vì cô là một idol ngược lại với điều đó kageno lúc nào cũng cô độc một mình do là một idol nên nishino luôn phải duy trì cái bộ mặt giả tạo này nhưng sâu thẳm trong tâm trí cô vẫn không quên chuyện mình trải qua trong quá khứ trở lại lớp học nishino sung phong đi thu khảo sát nhưng cô làm gì có thời gian vì không muốn bị ai có ác cảm nên cô đã phải năn lộn đủ kiểu nishino vẫn không thể tin được mình đã cứ như vậy mà sống tới tận lúc này mặc kệ cuộc sống có đôi có bạn của những người xung quanh kageno vẫn cứ phiêu trong giai điệu độc hành giả của mình trời đã nhuộm tối nishino do không thấy tài xế của mình đâu nên cô quyết định tự đi về nhưng cô đâu có biết rằng tài xế của cô bị đăng xuất mất tiêu rồi trên đường về nhà nishino cứ cảm thấy có gì đó sai sai nào ngờ sai thật và thế là cô đã bị hai tên lạ mặt bắt cóc hình ảnh kageno là những gì cô nhìn thấy cuối cùng sau khi tỉnh lại nishino thấy mình đã bị trói và trước mặt cô là bọn xấu lúc này nishino cảm thấy rất sợ hãi còn hai tên kia nói nishino có muốn trách thì hãy trách ông già của cô nhưng bọn này đâu có biết bây giờ kageno đã ở ngay bên ngoài rồi Trước khi tiền về thì một tên trong số chúng muốn mở lem Nishino cái đã. Và chuyện này cũng chính là chuyện xảy ra với Nishino trong quá khứ. Chính lúc tên này chuẩn bị đánh chén thì Kageno phong cách thần bí xuất hiện. Sau màn ra mắt, Kageno giới thiệu mình là kẻ diệt su côn phong cách. Chỉ mất chưa đầy 3,14 giây, tên tóc vàng đã chính thức mất kết nối. Tên còn lại thấy vậy thì lại rất phấn khích. Hắn giới thiệu mình là một quân nhân giải ngũ và có niềm đam mê rất chóc. Nói xong hắn liền lao lên tấn công và khiến Kageno bị thương. Ngay sau đó thì Kageno rút hàng nóng của mình ra tấn công lại hắn. Do từng là quân nhân nên tên này tấn công rất lực khiến Kageno bị đẩy lùi. Cảm thấy trò chơi đã đến lúc kết thúc, Kageno liền bật chế độ nghiêm túc. Cậu thông não cho tên này biết thế nào là xà beng hàng hiệu. Bây giờ hắn ta mới nhận ra Kageno chính là tên mũ trùng hở mắt cuồng chiến. Người mà đã một mình tẩn cho lũ đua xe trái phép phải nhập viện mỗi đêm. Bây giờ mới nhận ra thì muộn rồi nhé em, lần sau động não nhanh lên chút. Mà thôi, Kageno éo muốn lần sau phải dọn lại bãi rác này nữa. 3,14 phút sau, Kageno cũng đã hoàn thành xong công việc của mình. Tiếp đó, mục tiêu của cậu chính là Nishino. Sau khi cứu được Nishino thì Kageno đã bỏ đi trong thầm lặng. Từ trận đánh vừa rồi Kageno nhận ra mình không thể trở thành chú tể bóng tối. Nhờ có ba của mình nên vụ việc xảy ra hôm nay của Nishino đã được bảo mật. Hôm sau, Nishino lại gặp Kageno nhưng lần này cậu ấy đã nói đúng tên cô lúc này dường như nishino cảm thấy con người kageno còn khó đoán hơn trước thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng kageno đã bị xe tải kun đánh bại kageno cũng giống như bao đứa trẻ khác cậu rất ngưỡng mộ những người anh hùng và nó chính là động lực để vận hành cái cuộc sống đầy tẻ nhạt của cậu nhưng đến cuối cùng thì kageno vẫn phải chấp nhận cái hiện thực này cho dù cậu có giỏi võ tới đâu thì cũng không đấu lại được nhiều súng mà kể cả là ăn được nhiều súng thì phía sau vẫn còn bom hạt nhân kiếp này không làm được thì kiếp sau ta làm tiếp, Kageno một lần nữa tái xuất. Và lần này cậu không chơi theo phong cách độc hành nữa. Cơ mà tại sao thuộc hạ éo thấy một thằng được dựa nào nhỉ anh em? Bỏ qua chuyện đó, chuyện chính là bây giờ Kageno đã có ma lực. Cùng với đó là một đội quân vô cùng to, à nhầm vô cùng hùng hậu. Kageno éo muốn trở thành trùng cuối cũng như éo muốn trở thành anh hùng. Cái cậu muốn ở đây chính là trở thành chú tể bóng tối. Ngược dòng thời gian, khát khao trở thành chúa tể bóng tối luôn sẵn có trong người Kageno. Alpha đã xác nhận lời nói của Kageno, giáo đoàn Diablo rất hùng mạnh. Cho nên Kageno quyết định bọn họ sẽ ẩn mình trong bóng tối để săn lùng bóng tối. Tiến thời gian được lùi về sau nữa, đây chính là thời điểm Kageno chuyển sinh. Mà hình như cậu quên mất cái gì đó, thì ra là quên khóc. Bỏ qua chuyện đó, điều quan trọng nhất là nơi này nhập tràn ma lực. Kageno có gia đình mới và một cô chị gái tên Claire. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Kageno vẫn bị chị gái ao trình. Nhưng mọi người đâu biết trong bóng tối mới thật sự là con người của cậu. Một chú tể bóng tối khát máu thật sự, một con người mang trong mình thứ võ thuật vô song. Đáng sợ hơn tất cả, đó chính là những ma pháp mà Kageno sở hữu. Sau khi tiêu diệt xong lũ cướp, Kageno còn giúp bọn chúng tiêu tiền luôn. Tuy vậy, thu hoạch mà Kageno cảm thấy ngon nghề nhất chính là cục thịt này đây. Kể từ ngày đó, cậu cứ đem nó ra làm thí nghiệm ma lực một cách cục xúc. Thế éo nào vào một ngày, cục thịt đó lại có thể quay về hình dạng khi trước. Sau đó Kageno liền giả ngầu nói rằng cậu đã hóa giải lời nguyền cho cô ấy. Một lời nguyền từ ma thần Diabolo ỉm lên con cháu của các anh hùng vĩ đại. Kế tiếp Kageno lại tiếp tục ngồi chém gió khiến cho cô gái này tin sái cổ. Kageno cũng éo thể ngờ luôn tài chém gió của mình hay tới vậy. Cậu tiếp tục nói rằng lũ người hãm hại cô ấy là bọn muốn phục sinh ma thần. Và tổ chức của bọn chúng chính là giáo đoàn Diabolo. Còn Kageno cậu chính là bóng tối, lần khuất trong bóng tối, săn lùng bóng tối. Cảm thấy thời cơ đã tới, Kageno liền đưa ra lời dụ dỗ cô ấy nhập bọn. Nghe những lời lập luận không góc chất của Kageno, cô gái tội nghiệp đã đồng ý, vậy là từ đó Alpha chính thức tái xuất và hội Shadow Garden của Kageno cũng chính thức được thành lập. Ba năm sau, Kageno vẫn là một ma kiếm sĩ rất tầm thường, cậu vẫn bị Claire bón hành cho sấp mặt lờ. Nhưng đâu ai biết, nếu vừa rồi mà là kẻ thù thì hắn đã đang xuất rồi. Lúc sau, Claire được chuyển lời rằng mẹ cô muốn cô đi gặp khách trong bữa tiệc còn Kageno, cậu cảm thấy mình diễn vai quần chúng thật mệt mỏi nhưng nó phê. Song do đã ập tới khi vào ngày Claire nhập học thì cô ấy đã mất tích. Cha của Kageno rất hoang mang, vậy còn không mau điều tra đi ông già. Vậy là mẹ của Kageno tần cho cha của cậu không trượt phát nào. Người mà đang ở với Kageno hiện tại chính là Beta. Còn Alpha thì đã dẫn người của Shadow Garden đi tìm chị của cậu rồi. Kageno lúc này phi giao chỉ điểm cho Beta vị trí nhưng cậu lại phi trượt. Thế éo nào beta lại phân tích ra được nơi Kageno chỉ vừa có căn cứ ẩn. Vậy thì hãy thông báo cho thất ảnh đi, tối nay hành động. Ở một bên khác, Claire quả thật đã bị bắt cóc và giam giữ ở đâu đó. Tên này muốn hỏi Claire về người chữa trị cho cô lúc cô bị ác ma ám. Vừa nghe thấy hắn nói sẽ bắt cả Kageno về điều tra thì Claire bật hách luôn. Nhưng ngay sau đó thì cô ăn luôn một đấm sấp mặt, tạm thời mất kết nối. Cùng lúc này, nhóm người của Kageno đã đánh tới đây. Tên này chạy ra tới nơi thì lính của hắn đã được làm men Isekai hết rồi. Bị đoàn ra mình thuộc giáo đoàn Diabolo, tên này liền lao lên tấn công. Nhưng éo ăn được hắn bèn chơi trò búp bẩn cắn thuốc tăng đam. Tưởng thế nào hóa ra tăng đam để tăng tốc độ đào hầm chạy trốn. Còn Kageno, lúc quan trọng thì cậu lại đi lạc cờ MNR. Đang eo biết nên đi theo hướng nào thì gặp ngay một tên lao vào tấn công mình. Ngay sau đó thì kiếm của Kageno đã kề lên cổ của hắn rồi. Nhưng cậu không xử hắn luôn mà lựa chọn trêu đùa với hắn một lúc. Tiếp đó Kageno tặng cho tên này một combo xăm hình miễn phí. Để báo đáp, hắn nói cho Kageno biết bóng tối ở thế giới này rất sâu. Rất sâu hả? Vậy là mày chưa biết tao là fan MU rồi. Nghe mà cay, tên này điên cuồng tấn công Kageno nhưng hoàn toàn bị ao trình. Trò chơi đến đây là kết thúc, tên này đã bị Kageno cho đàng xuất. Đến lúc này hắn mới nhận ra, bóng tối thật sự đang ở trước mặt hắn. Sau cuộc chiến thì Kageno rời đi tiện tay lượng luôn đồ bỏ túi mang về. xong do đã qua, Kageno lại trở về với bộ dạng ngu ngơ thường ngày. Nhưng màn đêm buông xuống, bóng tối của cậu sẽ bao phủ khắp nơi. Đúng lúc này thì nhóm người Alpha nói rằng đã đến lúc bọn họ rời xa cậu. <laughs> Kageno được biết nhóm người Alpha bỏ đi là để điều tra giáo đoàn Diabolo. Đến tận bây giờ Kageno vẫn cho rằng cái giáo đoàn đó là do mình bị ra. Cậu đoán nhóm người Alpha biết nó là giả nên mới không hù theo cậu nữa. Kageno cũng chả quan tâm lắm tại vì kiếp trước cậu đã cô độc quen rồi. Cũng do làm cậu độc thân lâu ngày quá nên Kageno mới tìm tới xe tải Kun. Cool. Bỏ qua chuyện đó, dù cô độc thì Kageno vẫn muốn trở thành chú tể bóng tối. Hôm nay, cuối cùng Kageno cũng đã đặt chân tới vương đô vương quốc Midgar. Cậu đã 15 tuổi và đủ điều kiện vào học viện ma kiếm sĩ Midgar. Chơi theo hệ nhân vật quần chúng, Kageno sống trong một khu nhà giá rẻ. Cậu kết bạn được với hai thanh niên quần chúng bẩm sinh là Hiro và Jaga. Sự hưởng thụ không dành cho những người nghèo, nghèo thì lúc nào cũng phải ban chen đã 7 tháng kể từ khi nhập học kageno giả ngu một cách rất thuận lợi nhưng cũng chính vì thế mà cậu xếp hạng bét và bị phạt đi thổ lộ với thần tượng đối tượng kageno cần thổ lộ chính là công chúa alexia một người rất lạnh lùng tuy vừa nhìn thấy một ví dụ điển hình nhưng kageno vẫn rất tràn đầy tự tin cuối cùng màn tỏ tình đã tới kageno diễn vai một thằng yếu đuối vô dụng hai thằng bạn ngồi xem cũng phải sa mạc lời với màn tỏ tình này kageno đang vui mừng suy đoán tiếp theo sẽ là màn từ chối điển hình thì ngạc nhiên chưa thằng hề Alexia đã đồng ý làm gấu của Kageno. Kể từ ngày đó, gã hề Kageno đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Hai thằng bạn thân của Kageno cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể tin được. Đang xạo cho với Kageno thì bất ngờ Alexia tới khiến mấy thằng bé câm lín. Kageno lại bắt đầu diễn bất chấp ăn đồ của Alexia một cách ngon lành. Tưởng sẽ bị đá nào ngờ éo phải, Alexia còn đề nghị đấu kiếm cùng cậu. Vậy là kế hoạch mau đá thằng này coi của Kageno thất bại toàn tập. Sau bữa trưa, Kageno được tham gia lớp học kiếm của thầy Zenon. Trường phái Busin Vương Đô là một trường phái kiếm thuật mới được phát hành. Thầy Zenon rất mong đợi màn thể hiện của Kageno sẽ như thế nào đây. Trong lúc mọi người đang tập luyện thì Kageno cùng với Alexia khởi động trước. Sau màn khởi động thì cả hai bắt đầu đấu kiếm với nhau. Theo sự đánh giá khách quan của Kageno thì Alexia còn kém xa chị của cô ấy, nhưng sự đơn điệu này sẽ từng chút từng chút tạo lên một thành quả xứng đáng, minh chứng cho sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ từng ngày. Sau khi đấu kiếm xong thì Alexia cảm thấy Kageno cứ như một cái gương vậy. Và cũng chính lúc này Kageno mới biết lý do Alexia đồng ý làm gấu của cậu. Hóa ra thầy Genon chính là vị hôn phu của Alexia, còn Kageno chính là bia đỡ đạn chất lượng tốt. Sau buổi học Alexia chính thức thừa nhận chuyện cô dùng Kageno làm bia đỡ đạn. Hơn thế nữa Alexia đã biết hết cái lý do mà Kageno tỏ tình với cô. Alexia tính dùng nó để đe dọa Kageno nhưng cậu mặt dày rồi nên éo sợ. Thứ Alexia cần ở Kageno chính là muốn cậu kéo dài thời gian cho cô. Kageno liền từ chối, cậu không phải là một con chó mặc xác cho cô sai bảo. À thế à, nghe có vẻ cao thượng và ghê gớm lắm nhỉ? Đâu có, và đứa khác nó sẽ nói như vậy còn em thì tuổi chó sẵn rồi. Từ đó, một con chó hám tiền tên Kageno chính thức xuất chuồng. Quần chúng tên Kageno chính thức lên sàn với vai diễn người yêu của nữ chính. Tuy vậy thầy Zenon vẫn rất bình tĩnh, đúng chuẩn của tao thì sẽ là của tao. Sau khi gây sự không thành công thì Alexia quay ra tức giận trách này trách nọ. Alexia đúng kiểu cháu nó ở nhà ngoan lắm, bản chất lại là một người chua chát. Kageno có hỏi lý do tại sao Alexia lại ghét thầy Zenon tới như vậy. Ghét một người mà cũng cần lý do á, đã ghét thì lý do nào cũng đúng hết. cơ mà một kẻ tầm thường như Kageno lại khiến Alexia có đôi chút hứng thú. Mùi cả buổi cũng đã đến lúc cho chó ăn, Kageno cảm thấy thật tuyệt vời. Đã hai tuần trôi qua, vụ việc giả người yêu chẳng có tí tiến triển nào cả. Lúc này Kageno có đánh giá đường kiếm của Alexia hôm nay ẩu hơn mọi khi. Mục tiêu của Alexia là muốn đuổi kịp vương tỷ Iris của cô ấy, nhưng cuối cùng thì đường kiếm của cô ấy cũng chỉ giống như đường kiếm của Kageno. Người ta gọi nó là kiếm của người thường. Kageno nói mình thích kiếm thuật của Alexia. Điều này làm cô ấy nhớ lại khi mình thu thảm hại, vương tỷ nói y như cậu. Kageno tự nhận mình là người rất lạc quan, nếu cả thế giới bắt kèo mặt đất thì cậu vẫn lựa chọn phe trong hang kageno tin rằng alexia rồi sẽ có một ngày nhuộm đỏ bầu trời vương đô đơn giản là kageno rất bực khi thứ mình thích bị người khác phủ nhận mà thôi alexia cũng muốn được lạc quan giống kageno nhưng thứ cô theo là cộng đồng pi sáng hôm sau hai thằng bạn thân xin lỗi kageno vì đã để lộ bí mật biết được kageno đến giờ vẫn chưa bú liếm được gì khiến bọn họ rất thất vọng đúng lúc này thì thầy Zenon tới tìm kageno có việc cần hỏi cậu kể từ hôm qua công chúa alexia vẫn chưa trở về ký túc xá Cageno lập tức ngộ ra rằng, vụ này toang rồi ông giáo ơi. Ở một bên khác, Alexia sau khi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đã bị bắt. Bên cạnh phòng giam của cô là một người bị làm thí nghiệm trở thành quái nhân. Đúng lúc này thì có một tên mặt nhìn vô cùng biến thái xuất hiện. Mục đích của hắn là tới xin tí tiết của Alexia, tiết canh vương tộc. Thứ tiết này sẽ giúp hắn phục sinh ma thần, nghe thì rất ghê gớm nhưng Alexia vẫn éo hiểu gì cả. Quay về phía Cageno, cậu bị đánh cho ngu người vì là nghi phạm của vụ án. Thế éo nào Kageno vẫn còn khen ngợi bọn này diễn vai quần chúng quá hay. Cầu quyết không thể thua được, Kageno diễn vai quần chúng thật sự rất đỉnh cao. Cảm thấy bây giờ mình có thể đi nhận giải Oscar luôn rồi, nhưng mà cậu lại éo biết đến lúc nào mình mới được đi nhận cơm hộp. Còn nhân vật chính Alexia, cô bị tên này chơi đến chóc thứ ba luôn rồi. Chuẩn bị vô hiệp ba thì hắn lại nổi cơn điên rồi chửi lũ ngu nào đó. Tại vì nghiên cứu của hắn cứ sắp hoàn thành thì lại có người tới phá đám. Nếu không sớm hoàn thành chỉ tiêu thì tổ chức sẽ cho hắn đi dọn bồn cầu. Cay quá thế là hắn xả luôn cục tức này vào vật thí nghiệm của mình. Mải đánh quá mà tí nữa thì hắn quên mất còn chưa cho Alexia ăn uống. Dưới ánh nhìn của vật thí nghiệm, tên này đút cho Alexia từng miếng cháo vô mồm. Chuyển cảnh qua phía Iris, Renon tới gặp cô ấy để bàn về vụ án. Thứ tra khảo được từ miệng của Kageno là một con số không tròn chính. Tuy khả năng Kageno là thủ phạm không cao nhưng Iris vẫn muốn quan sát tiếp. Dù gì thì người tiếp xúc gần đây nhất với Alexia chỉ có mình cậu ta. Tuy vậy, Zenon vẫn có niềm tin tuyệt đối rằng Kageno không phải thủ phạm. Biết thực lực của Iris rất mạnh nhưng cô vẫn có khả năng trở thành mục tiêu. Mặc dù không điều động được nhiều người nhưng Zenon sẽ làm hết sức có thể. Ở phía dưới, Clay đang bị bắt lại vì muốn ra ngoài cứu Kageno. Lệnh phong tỏa trường học là do Zenon đặt ra để giúp cho việc điều tra. Nhìn Clay làm cho Iris nhớ lại khoảng thời gian chị chị em em của mình. Nhưng giờ đây Cảnh thì còn mà người xưa ấy lại chẳng thấy đâu. Người xưa ấy ở đây, nhưng có vẻ đang mất niềm tin vào ăn uống. Quay về phía Kageno, cậu đã được thả tự do sau những ngày ăn hành. Về thì về nhưng cậu vẫn bị phía Iris cho người theo dõi nhất cử nhất động. Trên đường về nhà Kageno còn gặp được một vị cô nương thần bí, Alpha tới nói cho Kageno về tình hình phát triển của tổ chức nhưng cậu lại nghĩ cô ấy đang diễn. Sau đó Alpha có nhắc tới vấn đề bên trong hiệp sĩ đoàn có nội gián và kẻ bắt cóc công chúa chính là người của giáo đoàn, mục tiêu là máu của anh hùng Alpha muốn Kageno hãy chịu khó một vài bữa nữa, cô sẽ gửi thông báo sau. Tí thì quên nhắc Kageno một chuyện, Delta rất mong chờ được gặp cậu đó. Cập nhật tình hình của Alexia, cô chính thức mất hết niềm tin vào ăn uống. Trong khi đó Kageno lại đang rất vui vẻ trang trí phòng ốc. Nhớ lại những ngày tháng làm cho huy hoàng cũng như nhẫn nhịn đi săn đạo tạc. Tất cả là dành hết cho những giờ phút thiêng liêng sắp tới này. 3,14 phút sau Beta xuất hiện, tất cả đều nằm trong dự đoán. Kageno ngồi ung dung uống cồn với một phong cách ngầu lòi nhất có thể. Beta tới để thông báo chuyện đã có 114 thành viên được tập hợp. Bọn cô rất xin lỗi vì đây đã là số lượng lớn nhất điều động được. Mục tiêu lần này là tập kích toàn bộ phân đà của giáo đoàn Diabolo. Delta sẽ là tiên phong tấn công còn Epsilon thì viện trợ hậu phương. Tổng chỉ huy là Gamma nhưng chỉ huy tại mặt trận sẽ do Alpha đảm nhận. Kageno rất lấy làm tiếc cho Delta vì việc mở combat sẽ do cậu làm. Sau đó Kageno đi ra ngoài và được tặng ngay một chiếc giày của Alexia. Thì ra là bọn nội gián trong hiệp sĩ đoàn muốn gán tội danh bắt cóc cho cậu. Này thì ăn ốc còn bắt bố mày đầu vỏ này, vui hồng mấy bé. Beta thì đứng ở phía sau điên cuồng ghi chép lại cảnh ngầu lòi của Kageno. Cùng lúc đó Delta cũng đang điên cuồng săn đuổi những chú bé tội nghiệp. Bên phía Iris, do vụ chấn động khá lớn nên cô quyết định sẽ tới đó. Cũng chính vì vụ chấn động này mà Alexia không ngủ được bèn nằm chém gió. Đang trên đà lả lướt thì cái thằng biến thái xuất hiện phá đám. Chính hắn làm con quái vật này thức tỉnh đồng thời hắn cũng đang xuất luôn. Ở động đất à, không phải đấy là con quái vật này đang đi lên. Cùng lúc đó thì Alexia cũng đã lấy lại được tự do của mình. Bây giờ cô mới biết rằng chém gió cùng những người cô đơn là điều đúng đắn. Sau đó Alexia gặp được Zenon, thì ra hắn ta là kẻ chủ mưu của mọi chuyện. Mục đích của hắn cũng chính là nhằm vào thứ tiết canh ngon lành của Alexia. Nếu thành công thì hắn sẽ có một chân trong hội 12 hiệp sĩ bản tròn. Alexia lao lên tấn công khi nghe được cô chỉ là hàng thay thế cho Iris. Tại cái tội khiện nhiều quá nên tên Zenon đã bị Alexia đả thương. Cứ tưởng hắn gà Alexia tiếp tục tấn công ai ngờ kiếm của cô mất tiêu luôn. Sau đó Alexia bị hắn hành cho vào tư thế khiến đầu óc chúng ta tối lại. Đang trong lúc tuyệt vọng thì Kageno xuất hiện, ta chính là xa đầu. Tên Zenon hùng hồn tuyên bố chủ lực của giáo đoàn đang có mặt tại đây ghế thứ 12 của hội bàn tròn nhiệm kỳ tới sẽ chấm dứt Kageno. Nói xong hắn lao lên tấn công thẳng mặt Kageno với phong thái rất tự tin. Tự tin là tốt, thế rồi chủ lực của giáo đoàn giờ này đang ở đâu? Cùng lúc đó thì tên quái vật đã đi lên mặt đất để quẩy banh nóc. Hắn bị ma kiếm sĩ đoàn tấn công nhưng chỉ như mũi đốt y mà thôi. Lúc này từ trên cao Iris xuất hiện, cô chém cho tên quái khóc thét luôn. Iris ra lệnh cho quân lính thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn người dân. Tên quái bị chém một phát rồi mà không biết yên phận lại tiếp tục tấn công. Lần này Iris ra tay mạnh hơn đánh cho hắn ta không thấy ngày mai luôn. Tuy vậy hắn vẫn tái sinh được nên Iris quyết định cho hắn biến thành cám. Như vậy chỉ tăng thêm đau khổ mà thôi, Alpha xuất hiện tạm dừng trận chiến. Tên quái vật thấy vậy liền cho cô một đập nhưng có gì đó sai sai. Lúc này Alpha đã ở trên trời và dương cao thanh kiếm thanh tẩy của mình rồi. Cho tên quái vật bốc hơi chính là cách tốt nhất khiến hắn bớt đau khổ. Tên quái vật bị thanh tẩy thì hiện ra bản thể là một cô gái. Trên người cô ấy rất ra đồ, giống tấm ảnh Kageno nhặt được. Sau khi giải quyết xong vấn đề ở đây, Alpha biến mất như một cơn gió. Quay trở lại phía dưới lòng đất, rảnh tay một cái là tên Xenon gáy ngay. Sau đó hắn búp Super Saiyan lên và đẩy lùi Kageno được vài mét. Tưởng thế là hay, trong khi Kageno chỉ cần đi bộ cũng đánh hắn sốc mặt. Tên Zenon cay quá lao lên điên cuồng tấn công đọ kiếm chiêu với Kageno. Một thứ kiếm thuật siêu việt nhưng nền tảng của nó lại là kiếm của người thường. Ngay từ nhỏ, Alexia đã luôn phấn đấu để được bằng Iris nhưng không thể. Tại vì kiếm trong tay cô chỉ là kiếm của người thường sao so được với thiên tài. Nhưng thứ kiếm của người thường đó trong tay Kageno lại ở một đẳng cấp khác. Tên Zenon muốn biết tổ chức của Kageno, bọn ta là Shadow Garden. Alexia đứng một bên nghe mà chả hiểu cái éo gì, đúng nghĩa tối cổ. Tên Zenon bị ép vào tình thế bắt buộc phải chơi đồ để tăng đam. Lần này thì đúng chuẩn Super Saiyan luôn, éo sai vào đâu được nữa. Nhưng nhìn xem Kageno có thèm để ý không, mấy thằng Saiyan rẻ rách. Vừa mới chơi đồ xong là tên Genon tự tin lao vào tấn công Kageno luôn. Chỉ với vài làn sóng xung kích thôi là đã đủ thấy nó mạnh như thế nào rồi. Nhưng sóng xung kích là một chuyện còn việc hắn bị Kageno đấm lại là chuyện khác. Tiếp đó Kageno bật lĩnh vực của mình lên, buổi chơi đến đây là kết thúc nha thằng gà công nghiệp. Kageno kể cho hắn nghe về câu chuyện của một kẻ điên thách thức bom hạt nhân. Sau khi nghịch ngu xong thì hắn đưa ra kết luận biến bản thân thành bom hạt nhân. Alexia chỉ tiếc kể mà bây giờ có miếng dưa hấu mang ra ăn thì ngon. Còn bây giờ, Kageno chính thức cho tên Zenon chứng kiến sức mạnh thật sự. I am Atomic, mọi thứ xung quanh Kageno bị phá hủy hoàn toàn. Đúng kiểu dân chơi hệ nạp hách, giết gà dùng dao mổ voi cho nó ngầu. Khiến cho mấy em gái đã thích Kageno rồi còn thích cậu hơn nữa. Lúc này Iris cũng đang tiến thẳng tới trung tâm vụ nổ để tìm Alexia. Vụ nổ kết thúc, Alexia chỉ biết tự hỏi tôi là đâu, đây là ai. Nhặt lại cây kiếm của mình, Alexia đã không còn coi thường thứ kiếm thuật của cô. Một lúc sau thì Iris tới, cô ấy rất hạnh phúc khi Alexia an toàn. Sau vụ việc lần này, thứ tình cảm chị chị em em đã quay trở lại. Ngày hôm sau, Alexia kể lại những gì cô trải qua cho Kageno nghe. Hơn nữa cô ấy còn nhắc lại chuyện lần trước Kageno nói thích đường kiếm của mình. Tưởng chuyện gì quan trọng chứ, Kageno liền bỏ đi thì lại bị gọi lại. Alexia thẹn thùng ngỏ ý muốn tiếp tục mối quan hệ hẹn hò với Kageno. Thế là Kageno liền từ chối luôn và sau đó thì không còn sau đó nữa. Ở một bên khác, nhóm tập hợp các con vợ của Kageno đang mở cuộc họp với nhau. Kết quả nghiên cứu mới nhất của ETA đã có, ZETA thì đã phát hiện ra căn cứ địch. Nhưng vấn đề chính của cuộc họp chính là có kẻ đang mạo danh Shadow Garden. Đúng là những kẻ ngu xuẩn mà, chắc tại chúng chê mạng mình quá dài. Chuyển cảnh qua phía Iris, cô cũng thảo luận về vấn đề xảy ra vừa qua. Iris đang mất niềm tin vào hiệp sĩ đoàn, cô cho người bí mật điều tra và thứ này chính là manh mối quan trọng nhất trước mắt cần giải mã. Ở một diễn biến khác, Kageno đụng phải một cô gái tóc hồng tên Sherry. Lần đầu tiên gặp mặt Sherry bật luôn chế độ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Giữa màn đêm của một thành phố nguy nga tráng lệ, đâu đó vẫn có những góc khuất. Một thế lực nào đó mạo danh là Shadow Garden đang hãm hại người vô tội. Shadow Garden, thứ mang tới là sự hủy diệt và nỗi khiếp sợ. Trở về với Kageno, cậu đang bị thanh niên Hiro tra hỏi vụ gái gú. Biết thằng bạn vừa mới chia tay, Hiro giới thiệu ngay một cửa hàng hay ho. Cửa hàng đó có bán sô-cô-la nên Kageno cũng có đôi chút hứng thú. Chuyển cảnh qua chỗ Seri, cô được Iris nhờ điều tra về cổ vật này. Bởi Seri là người thông minh bậc nhất vương quốc nên Iris rất kỳ vọng vào cô ấy. Cha của Seri là hiệu phó của trường cũng khuyên con mình hãy nhận trọng trách này. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng nên hồng sắc hiệp sĩ đoàn sẽ đảm nhiệm canh phòng. Thấy Alexia thèm khát muốn lập công quá nên Iris đã cho phép cô ấy tham gia. Vậy là một đội điều tra đặc biệt bắt đầu được thành lập từ giờ phút này. Kageno là dân thường nên cậu rất rảnh, rảnh tới nỗi có thể đợi 80 phút để mua đồ. Đang đứng xếp hàng thì Kageno nhận đãi ngộ đặc biệt, cậu được mời đi khảo sát. Bên trong cửa hàng này rất lạ, bởi vì nó chứa toàn đồ ở thế giới hiện đại. Tuy rất tò mò nhưng Kageno cũng chẳng hỏi, cậu chỉ biết đi theo mà thôi. Lúc sau Kageno được dẫn tới nơi cao nhất của tòa nhà, một nơi không dành cho người thường. Bước vào bên trong mới biết hóa ra đây chính là cửa hàng của Gamma. Nhớ lại hồi ức lúc nhỏ chính Kageno đã kể lại chuyện tiền kiếp cho Gamma nghe. Về cơ bản thì Gamma là người thông minh nhất và cũng là người hậu đậu nhất. Hậu đậu thì hậu đậu cơ mà xây dựng lên đế chế như này đúng là quá được. Tâm trạng đang vui Kageno ban thưởng luôn cho mọi người chút tinh hoa của mình. Hứng chọn đợt phun trào tinh hoa của Kageno xong, Gamma cảm thấy thật hạnh phúc. Tiếp đó cô chia sẻ về số vốn mà của hàng điều động được khoảng 1 tỷ. Dùng kiến thức mà mình cho kinh doanh giàu VL xong éo cho mình đồng nào. Trong khi bản thân Kageno phải nhẫn nhục làm chó đi kiếm từng đồng một, càng nhìn đống tiền Kageno càng cay, cay tới nỗi mồ hôi cậu chảy ngược luôn. Gamma có việc quan trọng cần thông báo, có người đang mạo danh Shadow Garden. Nghĩ lại việc mình bị Alexia chém Kageno nhận định mình có ý tưởng rồi. Thấy phong thái tự tin của Kageno, Gamma cho rằng cậu đã tìm ra đáp án. Vì thế cô giao người mới tên Nu này cho Kageno tùy ý sai bảo. Có chuyện gì thì Kageno gọi sau, bây giờ cậu muốn một chút sô cô la. Đậu xanh nghèo đúng là cái tội, Kageno phải đi ăn trộm tiền của gái. Mải chém gió với bận ăn trộm tiền nên Kageno sắp muộn giờ về. Đang chạy nước rút thì Kageno dừng lại, hai thằng bạn éo hiểu tại sao. Kageno bị Tào Tháo đuổi, tình hình quân địch đang rất gần hậu phương của cậu. Đúng là anh em trí cốt, bọn họ hứa sẽ chôn giấu hồi ức này mãi mãi. Đi ngay, quân địch đã tới hậu phương, bảo trọng nhé người anh em. Chuyện Alexia chém Kageno khiến cậu nghi ngờ cô ấy là người đứng sau mọi chuyện. Alexia làm gì thì làm cơ mà nếu giả danh Shadow Garden thì không được. Chứng kiến mọi chuyện Kageno lại bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Alexia một mình phải chiến nhau với mấy kẻ tự xưng là Shadow Garden. Vì thế mà cô không thể nào phòng bị được từ mọi phía nên đã bị thương. Đám người này một lần nữa giới thiệu lại mình là Shadow Garden trước khi ra tay. Shadow Garden ư, mấy thằng danh con chúng mày cũng gớm mặt phết nhỉ. Thấy bọn trầu chơi bò chạy Kageno định đuổi theo thì bị Alexia gọi lại. Nhưng mặc kệ Alexia, việc quan trọng cần làm bây giờ là tiêu diệt lũ trầu tre. Mấy thằng nghe con bị Kageno dí tới đường cùng còn gặp phải nu đợi sẵn. Tưởng nu dễ bắt nạt ai ngờ tưởng bờ, tên này bị đánh cho không thấy ngày mai. Ở một nơi nào đó có bọn người đang bàn về việc mấy thằng đệ đã đăng xuất. Việc đó không quan trọng, thứ tên này muốn chính là bảo vật bị mất. Chuyển cảnh tới chỗ Alexia, cô đang ngồi nói chuyện với Iris về ra đâu. Ngay trước Iris cũng từng gặp qua một người, cô gái tên Alpha đó rất mạnh. Kẻ địch của Iris sẽ là cả Shadow và Riabulo, đất nước này cần có trật tự. Sáng hôm sau mấy thằng bạn vẫn không quên được chuyện Kageno đi bậy ngoài đường. Tạm gác lại chuyện đó, thanh niên Hiro mang sô-cô-la đi tỏ tình với gái. Hai thanh niên còn lại núp hóng drama, chuyện kể về thanh niên đi tán hoa đã có chủ. Rút kinh nghiệm từ thằng bạn, Jaga đã điều tra rõ từng chi tiết của mục tiêu. Nhìn đã biết thất bại rồi, Kageno thì quyết định tặng người đầu tiên cậu chạm mặt. Và thế là món quà này được trao cho người may mắn nhất năm tên series nhưng cho tới cuối ngày thì Seri vẫn chưa biết đây là thứ gì cả. Mãi cho tới lúc cha của Seri vào và giải thích thì cô mới biết đó có thể là tình yêu xét đánh. Cha khuyên Seri nên đáp lời cậu ấy. Với tình hình sức khỏe này thì mong ước duy nhất ông muốn là có cháu bé. Seri được cha nhận nuôi từ nhỏ vì vậy mà cô rất quý cha của mình. Ngày hôm qua Seri tự nhiên được Kageno tặng cho hộp sô cô la. khi mới được nhận Seri rất bối mỡ bởi cô chẳng hiểu tại sao. và thế là Seri mất nguyên một đêm ngồi suy nghĩ. cô suy nghĩ về tương lai. Đây chính là thứ mà người ta hay nói, sô so cô là tình yêu trong truyền thuyết. Hôm qua cha của Sherry đã giải thích cho cô ấy đây là tình yêu xét đánh. Chẳng lẽ đây là hương vị của tình yêu, một hương vị khiến ta nghiện ngập. Chuyển cảnh tới chỗ Kageno, cậu đang giàu vì cái đại hội kiếm thuật sắp tới. Hôm nay Nu tới thông báo cho Kageno về tiến trình điều tra bọn giả mạo. Còn Kageno cậu chỉ quan tâm tới cái đại hội kiếm thuật mà bọn bạn đăng ký. Mấy thằng anh em cây khế đăng ký cho Kageno giúp cậu dễ kiếm người yêu. Và thế là một bên Nu ngồi trình bày, một bên Kageno ngồi nghĩ về tương lai. Nu cho biết họ đã điều tra được quân tiên phong mang tên đứa con thứ ba của giáo đoàn. Thường thì bọn chúng bị tẩy não từ nhỏ nhưng ngoại trừ một người mang tên Rex. Kageno đầu bỗng nảy số cho kế hoạch dự đại hội kiếm thuật sắp tới. Nu ngồi bên cạnh cứ tưởng cậu ấy nói với mình liền gật đầu đồng ý. Kageno đưa ra kế hoạch dự đại hội, Nu ngộ luôn ra kế hoạch tác chiến. Đúng là người lãnh đạo có khác, Kageno luôn bình tĩnh trong mọi chuyện. Ngày xưa Nu cũng rất vui vẻ nhưng cô đã bị giáo đoàn cướp đi tất cả nhưng nhờ có Shadow Garden, Nu đã có một cuộc đời mới. Ngày đại hội kiếm thuật đã tới, bên trong thi đấu bên ngoài tổ chức cá độ. Thanh niên Jaga và Hiro cùng ôn in vào trận một thế là ra đảo sớm. Trận đấu tiếp theo, hội trưởng hội học sinh Rose đối kháng dân thường Kageno. Công chúa của vương quốc nghệ thuật, trình độ kiếm thuật thuộc top đầu học viện. Đây chính là đối thủ tuyệt vời để Kageno thể hiện 48 tuyệt kỹ thất chuyển. Trận đấu bắt đầu, cả hai được anh editor tô chậm lại cho ngầu. Vào thời khắc mấu chốt, Kageno sẽ được đánh bay tới ống kính máy quay. Thế này mà không nhận được giải nhân vật quần chúng xuất sắc nhất thì hơi điều. Các bạn nghĩ vậy là hết sao? Không, trận đấu bây giờ mới bắt đầu. Kageno quay trở về vị trí chiến đấu, chế độ tua chậm lại bật lên. Thôi cho luôn tới cảnh kết thúc, Kageno lúc này mông đội trời mặt đạp đất. Nghe nói có một bộ trưởng Pháp đánh từ trên trời xuống, Kageno thần trưởng. Sau nửa tiếng ăn buffet hành, Kageno vẫn chưa no cậu muốn ăn tiếp. Laus chiều theo ý của Kageno nhưng trọng tài lại ngăn cản pha bón hành này. Sau đó Kageno bị bế ra khỏi sân bởi vé buffet của cậu hết hạn. Kageno thất bại trên đấu trường còn đỡ, hai thanh niên này mới là khổ nhất. Đúng lúc Kageno định ra về thì Sherry xuất hiện, thua mà vẫn có gái. Kageno cảm thấy cô gái này rất lạ, cậu như vậy mà cô ấy vẫn thấy ngầu. Được gái tặng quà và muốn kết bạn nên Kageno liền đồng ý luôn. Bây giờ Kageno mới biết cha cô ấy, phó viện trưởng học viện cũng ở đây. Và thế là Seri được Kageno trong một vé vào danh sách hạn chế tiếp cận. Mới làm bạn thôi mà đã ra mắt phụ huynh, chuyện này có vẻ còn hơi sớm. Phó hiệu trưởng còn nhờ Kageno chiếu cố con gái mình, thôi cháu chịu. Từ ngày hôm nay Kageno lại phải nghĩ kế kéo dài khoảng cách với Seri. Trở về phòng Seri rất hạnh phúc vì hôm nay kết bạn được với Kageno. Cậu ấy sẽ tới chỗ bác sĩ, Seri nghĩ mình chắc có thể tới thăm bệnh. Hương vị của tình yêu lúc nào cũng làm chúng ta trở lên nghiện ngập. Chuyển cảnh qua chỗ Alexia, cô đang ngồi ăn cà phê uống bánh một mình. Cà phê chưa ăn bánh chưa uống thì Cherry tìm tới, cô ấy muốn nói chuyện. Phong cách uống cà phê của mấy người đang yêu đúng là bo đòi. Alexia éo biết còn có kiểu uống đó, chắc không bị tiểu đường đâu nhỉ. Vào vấn đề chính, Cherry muốn biết Alexia bây giờ có đang hẹn hò không. Khi biết được chuyện hẹn hò của Kageno là giả, Cherry rất bất ngờ. Sau đó Cherry kể hết chuyện cô với Kageno ra khiến Alexia rất cay. Càng kể Seri càng cháy, Seri càng cháy, Alexia càng cay. Sau khi Seri rời đi thì trong phòng Alexia bỗng phát ra tiếng đổ vỡ. Ngày hôm nay sẽ có tiết giải thích về bầu cử hội học sinh, nghe mà chán. Đúng lúc này thì có người tới, Rose tới để phổ biến về bầu cử hội học sinh. Ở một nơi nào đó, tên giấu mặt này đang làm một chuyện gì đó mơ ám. Một kết giới được thiết lập, nó đã bao phủ hết ngôi trường của Kageno. Alexia tới trường nhưng cổng đã bị khóa, sau đó cô phát hiện ra biến căng. Trở lại với Kageno, lúc này có một bọn lạ mặt xông vào lớp học. Chính xác là ngay tại thời điểm này toàn bộ ngôi trường đã bị bọn chúng khống chế. Ma lực có vẻ đã bị phong ấn nhưng hình như không ai nhận ra điều đó. Rồi xong, Rose còn đứng ra chuẩn bị chiến đấu với bọn kia nữa chứ. Tên áo đen lao lên chém Rose một cái nhẹ gãy luôn thanh kiếm của cô. Rồi cuối cùng người đang xuất trong cuộc chiến lại là Kageno. Nhân vật chính đã được chuyển sinh, phim tới đây là hết. Chứng kiến người con trai vì mình mà hy sinh, những giọt lệ đài trang đã rơi xuống. Sâu chỗi lại những chuyện đã trải qua, Rose đưa ra kết luận Kageno yêu mình. U là trời, bất bớt ảo tưởng rồi ngoan ngoãn di chuyển tới hội trường lớn đi. Nếu có kiếp sau, Rose nguyện lấy thân báo đáp ơn cứu mạng của Kageno. Cần éo gì phải đợi đến kiếp sau, Kageno bây giờ hồi sinh rồi đây nè. Để diễn tròn vai một nhân vật quần chúng đâu phải chuyện dễ, Kageno suýt tèo. Tuyệt kỹ giả chết 10 phút nếu thằng nào không đẳng cấp mà sử dụng là đi luôn. Số phận sinh ra là nhân vật quần chúng, Kageno nguyện hiến dâng cho nghệ thuật. Cũng may lúc trước bỏ áo ra kịp nên về nhà đỡ mất công giặt quá ngon luôn. Chuyển cảnh qua chỗ Seri, vì mải mê nghiên cứu nên cô không biết đang có biến. Chỉ mãi cho tới lúc có một thằng cha vô duyên tự xưng Shadow Garden xuất hiện. Hắn ta tên là Rick, thứ hắn muốn chính là cổ vật mà Seri đang cầm. "Không dễ đâu bé ơi, muốn có được nó thì bước qua xác bọn này trước đã." Ông chú đang bảo vệ cho Seri chính là phó đoàn trưởng Gen, bẩm sư tử để giữ cho bảo vật được an toàn nên Sherry chạy trước. Khung cảnh đúng như Kageno dự đoán, cảnh vệ cùng hiệp sĩ đoàn đang khốn đốn. Con tin bị tập trung hết vào hội trường lớn để dễ dàng kiểm soát. Những thành phần chống đối hoặc có ý đồ bỏ trốn sẽ được đăng xuất ngay tại chỗ. Còn Kageno, một chú tể bóng tối như cậu thì đang đứng trên cao tận hưởng. Tuy nhiên tại sao cái đám này trời sáng như ban ngày mà lại rủ nhau mặc đồ đen? Nhìn rất ngứa mắt nên Kageno sửa hết lũ áo đen trong tầm mắt của cậu. Gặp người quen, thì ra là Seri đang lạc trôi giữa một rừng nguy hiểm. Tiện trong tay đang có súng nên Kageno dọn đường giúp cô nàng luôn. Theo kịch bản gần đến lúc cao trào nhất, chúa tể bóng tối sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Kageno bây giờ chỉ cần ngồi tận hưởng vài cây binh chi linh cho tới khúc đó. Seri đang trên đường tới văn phòng của cha để tìm tài liệu về cổ vật. Theo trực giác của một người phụ nữ chưa trải sự đời, cô cảm thấy có nguy hiểm. Đúng là có nguy hiểm thật đấy cơ mà là nguy hiểm dành cho mấy chú bé đần. Nếu Kageno mà không có ở đây thì éo hiểu Seri phải sống kiểu gì. Thân mình còn lo chưa xong thì không có tư cách quan tâm thân của người khác. Kageno muốn Seri tháo đôi dép kêu lật bạch này ra ngay và luôn. Theo phán đoán của Kageno, Seri chắc chắn là nhân vật chính trong tập này. Seri đã tìm thấy nguyên nhân gây nhiễu loạn ma lực đó là con mắt tham lam. Ta có thể khiến nó nhớ những bước sóng ma lực mà không muốn nó hấp thụ. Trường hợp ngoại lệ xảy ra khi và chỉ khi lượng ma lực quá lớn hoặc quá nhỏ con mắt tham lam còn có thể giải phóng một phát hết luôn lượng ma lực sở hữu. Đợi tới lúc nó hấp thụ vượt mức cho phép, toàn bộ ngôi trường sẽ bay theo gió. Vì quá nguy hiểm nên cha Seri không công bố chuyện này ra bên ngoài. Chìa khóa để phá giải bài toán con mắt tham lam chính là cổ vật này đây. Sau khi kích hoạt chỉ cần đưa cổ vật này lại gần con mắt tham lam là ok. Seri để hết dụng cụ trong phòng nên Kageno quyết định đi lấy giúp cô. Chuyển cảnh qua phía bọn Fage, tên Rex trở về báo cáo lại tình hình vì cái tội thích ra rẻ nên hắn ta bị ăn cảnh cáo tới từ tên thủ lĩnh trước khi đi lấy cổ vật hắn có nhắc qua về việc trong trường có cao thủ tên thủ lĩnh éo sợ bởi hắn có cổ vật hắn sẽ quay trở lại hội bàn tròn chú bé đần rách đi lang thang mấy thằng đệ của chú đang sất không báo trước chú tự tin vào kỹ năng của mình chú cảm thấy bình an trong chiếc lồng bé nhỏ nhưng éo hiểu tại sao chú vẫn bị ăn đá chú không tin chuyện vừa rồi là thật chú bé đần rách cho rằng tên vừa rồi đánh mình là do dùng cổ vật nào đó xin chúc mừng bạn đã trả lời sai phần thưởng là vé du lịch âm phủ một chiều chuyển cảnh tới chỗ nu thanh niên macro này là vị hôn phu trước kia của cô đúng lúc này kageno tới cậu chỉ có một mục tiêu đó là lấy đồ nu báo cáo tình hình ra đâu garden đã mai phục xung quanh học viện nếu muốn hoạt động bình thường ở đây thì phải tầm cơ các vị thất ảnh mới được theo như chỉ huy gamma dự đoán trạng thái bị hạn chế này sắp biến mất bên phía iris do ý của hoàng cung nên đang có vấn đề về quyền chỉ huy bỏ qua chuyện đó Kageno muốn Nu giúp mình tìm dụng cụ thí nghiệm. Sau khi lấy được đầy đủ dụng cụ, Kageno mới giải thích về chuyện cổ vật. Nghe xong chuyện đó khiến Nu rất kinh ngạc, phải biết đấy là những kiến thức đỉnh cao. Nhờ có sự xuất hiện kịp thời của Nu nên Marco mới giữ được một mạng. Bên trong hội trường Rose vẫn còn tương tư Kageno, Nu thì trở về làm con tin. Còn Seri, cô vừa giải mã cổ vật vừa lo lắng cho cha của mình. Tại trường học của Kageno, tình hình chiến sự đôi bên đang vô cùng căng thẳng đến cả lối đi dưới lòng đất cũng bị bọn áo đen chiếm, ngôi trường bị biệt lập. Tên thủ lĩnh vẫn đang chấn thủ ở trong hội trường, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Ở phía Kageno, sau bao nhiêu lỗ lực thì Seri đã giải mã thành công. Chỉ cần cổ vật này ở trong tay là có thể chế ngự được con mắt tham lam. Kế tiếp Seri dẫn Kageno tới núi đi dưới lòng đất, cuộc chơi bắt đầu. Nhớ lại khi xưa, mẹ của Seri bị ai đó kết liễu ngay trước mắt cô. Seri còn rất nhỏ, cô vẫn chưa nhận thức được gì ngoài việc mẹ đã mất. Ngày mẹ được chôn cất, không ai tới ngoại trừ người cha nuôi hiện tại của cô. Cha là người nuôi lớn Seri cũng như ủng hộ cô tiếp tục nghiên cứu của mẹ. Cho tới hiện tại Seri đã tìm thấy được người mà cô yêu như cha của mình. Tên thủ lĩnh đợi mãi không thấy tên Rick quay trở lại, hắn vô cùng nóng ruột. Bên dưới nhóm người Rose đang bàn luận kế hoạch thì nghe thấy có người nổ súng. Thì ra là bọn giả mạo đang lấy học sinh của trường để làm trò tiêu khiển. Đằng sau lớp mặt lạ tên thủ lĩnh đang nở một nụ cười rất con nhà và tươi hắn mang con mắt tham lam của mình ra ngắm, đây là chìa khóa thành công của hắn. Seri xuất hiện tại hội trường, cô khởi động cổ vật áp chế con mắt tham lam. Ma lực quay trở lại rồi bà con ơi, còn chờ đợi gì nữa mà không đứng lên. Tự nhiên có cổ vật từ trên trời rơi xuống, tên thủ lĩnh ra lượng ngay và luôn. Tuy ma lực quay trở lại nhưng chỉ dùng được một chút là hết, Rose hoang mang. Ý chí của Rose đã vực dậy khi cô nhớ về chàng trai vì thích cô mà chết. Đang tương tư thì tự nhiên ở trên nóc nhà một thằng cha nào đó nhảy xuống đợi cả nửa ngày mục tiêu của mình cũng tới, tên thủ lĩnh đang thầm vui sướng. Chờ chút để anh mày giới thiệu đã, bọn ta là Shadow Garden. Giới thiệu xong hai bên lao vào hỗn chiến, bên lũ giả mạo đang xuất liên tục. Tận dụng lúc bọn đàn em chặn hậu tên thủ lĩnh bỏ đi trước. Có thứ gì đó được bơm vào hội trường, Seri chỉ biết ngây ngô ngồi nhìn. Thật không ngờ tên đó lại chơi lớn đến vậy, hắn đốt toàn bộ ngôi trường luôn. Sau khi đốt trường xong, tên thủ lĩnh bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trên đây là toàn bộ những người còn sống sót, khung cảnh lúc này thật hoang tàn. Iris đã tức giận khi biết nhóm người giải cứu ngôi trường là Shadow Garden. Chuyển cảnh tới chỗ Sherry, cô vẫn đang trên cuộc hành trình tìm kiếm cha của mình. Cha của cô ở đây này, Kageno đã nhận ra thân phận của lão banet Lão ta khen ngợi Kageno là một người có con mắt thật tinh tường. Thực chất lão ta trước đây là một người đứng trên đỉnh cao trong con đường kiếm đạo. Nhưng đứng còn chưa được bao lâu thì lão ta mắc phải một căn bệnh nan y, Cùng với mẹ ruột của Seri, lão ta đã phụ giúp cô ấy nghiên cứu rất nhiều. Như đã thấy, chính món cổ vật này là nguồn hy vọng duy nhất giúp lão ta sống. Nhưng người đàn bà đó lại muốn giao nộp nó cho vương quốc nên lão ta xử luôn. Chỉ tội nghiệp cho Seri, một đứa trẻ vừa dễ thương mà còn ngu ngốc nữa. Lão Banet thừa nhận với Kageno rằng mình đã luôn lợi dụng Seri. Thích lợi dụng sao thì lợi dụng, đối với Kageno mọi người chỉ là người dưng. Mục tiêu duy nhất cả đời cậu theo đuổi chính là trở thành chú tể bóng tối. Muốn hoàn thành nó thì phải tiêu diệt bóng tối nhưng có gì đó sai sai ở đây. Hello ông già giữa trời đông lạnh giá, cuộc vui bây giờ mới chính thức bắt đầu. Đối diện với gia đâu, lão già này cho rằng mình không chơi đồ là không đánh lại. Một nguồn sức mạnh to lớn đang chảy trong huyết mạch của lão ta, căn bệnh đã khỏi. Từng đường kiếm chí mạng được chém ra, Kageno không hề lay chuyển một bước nào. Một cong tóc của cậu cũng chẳng sao trong khi đó lão Barnett bị thương khá nặng. Tuy vậy lão ta vẫn rất tự tin tuyên bố kế hoạch của mình sẽ thành công. Thật ngây thơ, dù có đổ hết tội lỗi cho Kageno thì cậu cũng gánh được. Shadow Garden tồn tại trên thế giới này chưa ngáng bố con thằng nào cả. Nếu có người mạnh hơn bọn cậu thì chỉ có thể là tác giả mà thôi. Kageno biểu diễn lại khung cảnh mẹ Sherry bị hại, một kiếm xuyên tờ dìm. Lão Barnett trước khi mất kết nối nhìn Kageno đã cười lên một tiếng. Mọi chuyện xảy ra được Sherry chứng kiến toàn bộ khúc mà cha cô đang xuất. Khung cảnh này giống hệt quá khứ mà Sherry đã từng trải qua hồi nhỏ không nói ra sẽ tốt hơn là để cô biết sự thật đằng sau người cha yêu quý. Dù cho có phải gánh bao nhiêu tội lỗi, Shadow Garden mãi mãi bất diệt. Alpha ra lệnh cho Gamma triệu tập tất cả thất ảnh đang rảnh tay lại. Bọn họ sẽ đáp lại tất cả quyết tâm của Kageno. Seri gặp Kageno để thông báo cho cậu biết cô ấy sẽ đi du học. Bởi vì Jerry đã có mục tiêu cần phải hoàn thành, cô muốn bổ sung tri thức. Còn mục tiêu là gì thì tới khi Jerry có đủ sức mạnh sẽ nói ra. Nếu vậy Kageno xin phép đợi tới ngày đó, ngày seri mạnh hơn cậu. Sau cuộc xâm lăng của giáo đoàn trường học phải chịu thiệt hại rất nghiêm trọng. Kỳ nghỉ hè đến sớm hơn thường lệ, học sinh về quê nên ký túc xá rất vắng. Còn Kageno cậu éo muốn về quê, ở quê chán không có gì làm cả. Alpha gửi tới một bức thư đã tới lúc Kageno đến thánh địa Lindgum. Cuộc sống thường ngày của thất ảnh, Gamma phải bận bịu quản lý trung tâm thương mại. Eta suốt ngày bị mộng du, đã vậy còn hay cầm theo vũ khí nguy hiểm epsilon thì cứ rảnh rỗi là lỗi gương ra ngắm nghía cơ thể của mình bởi vì cơ thể gốc của cô là bức tường huyền thoại cơ thể kia là hàng phách epsilon khao khát đồi núi cô nàng không thể sống nếu thiếu núi đồi xa đâu kẻ khoác lên mình một màu đen tuyền gieo rắc lỗi kinh hoàng cho ma nhân Lần khuất trong bóng tối để săn lùng bóng tối đồng thời cứu rỗi cô nàng xinh đẹp này tất cả những tình tiết trên đều là kịch bản do beta biên soạn lại nhưng hơi sảm bỏ qua chuyện đó bây giờ là thời khắc đụng độ giữa beta và epsilon Hai cô nàng có vẻ không hợp nhau cho lắm, cứ hễ gặp nhau là ganh đua. Epsilon khoe dạo gần đây mình được chủ nhân để ý với ánh mắt cháy bỏng. Nguyên nhân chính bởi vì đôi núi của cô lúc này đã to hơn của Beta. Nu tới thông báo Alpha có mệnh lệnh mới, vẻ mặt đù cợt lập tức biến mất. Hiện tại là kỳ nghỉ nên Iris có thời gian rảnh cùng Alexia đi mua sắm. Alexia sắp tới được làm khách mời đến dự thí luyện nữ thần ở Thánh Địa. Trước đó Iris đã kể cho em gái chuyện dạo gần đây trẻ mồ côi mất tích. Biết thế không kể thì hơn, Alexia một mực muốn tham gia điều tra chân tướng. Alexia được tiếp đãi một món ăn vặt, nó có vị cam nên cô rất thích. Nhân cơ hội này Gamma bắt chuyện và hỏi ra được Alexia sắp tới thánh địa. Tiện thể có mặt bà chủ ở đây Alexia muốn được coi đồ mặc ấy ấy. Tưởng chuyện gì to tát, hiện nay cửa hàng đang có mấy mẫu mới sản xuất đây. Nếu mặc chúng và đứng trước nam giới thì không anh nào cong được ngoại trừ BD. Mấy con hàng này Alexia rất ưng ý cho nên Iris khỏi cần can ngăn. Cuộc tranh cãi nảy lửa được nổ ra, kẻ muốn mặc gặp người muốn giữ lễ nghi. Cuối cùng Iris vẫn không thể ngăn cản ý muốn thử đồ của Alexia. Alexia muốn được quyến rũ hơn nên cô sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Trong phòng thay đồ Alexia đã bắn ra những lý lẽ cùng lập luận sắc bén. Thực sự không thể chấp nhận nó sao, chẳng lẽ đây không được coi là quần áo. Miễn sao nó đủ để che những thứ cần che, Alexia chốt đơn hàng này. Nhớ lại cái ngày trường bị phá hủy, Rose vội vã tới phòng y tế tìm trai ơn rời cậu đây rồi kageno không sao cậu ấy vẫn còn thở sau màn anh hùng xả thân vì gái hồi sáng trái tim của rose đã rung động chính vì lý do đó mà rose quyết định sẽ đi theo kageno cả đời dăm ba cái thánh địa nếu kageno muốn cậu có thể tới nơi sau một đêm nhưng để diễn vai quần chúng nên cậu chọn xe lửa thế éo nào gặp phải cô nàng này cơ mà nhìn cũng ra gì và này nọ phết đấy kageno tập trung quan sát rose thích kageno bởi vì sự dũng cảm của cậu nó mang phong cách anh hùng phải biết trong truyền thuyết người anh hùng cuối chặng đường luôn đến với công chúa. Thư Kageno quan tâm éo phải công chúa mà là Linh Gu nơi nữ thần đáp xuống. Nhưng trước đó cậu phải thoát khỏi cái của nợ này đã nói không với đàn bà. Về đêm để cho con tờ Jim thanh tịnh mà Kageno phải ngủ trên nóc tàu. Món đồ này kỳ lạ bởi vì anh hùng Olivia đã chém đứt tay trái ma nhân. Tương truyền có một di tích gọi là thánh vực bên trong đang phòng ấn tay trái của Diabolo. Thì ra là vậy, Kageno đã hiểu nguồn gốc của món đồ kỳ lạ vừa rồi. Lúc sau Rose dừng lại khi thấy idol tiểu thuyết của mình ngồi ký tặng sách. Nhìn đống sách của tác giả này Kageno cảm thấy có điều gì đó quen quen. Không thể sai được tuyển tập quà tặng cuộc sống chỉ có người chuyển sinh mới biết. Đi ra xác nhận thì u là trời, cứ tưởng ai nào ngờ toàn gái của mình. Kageno nghèo rất mùng tơi trong khi gái ai cũng giàu nhờ trí thức của cậu. Không thể tin được mấy câu chuyện kể cho vui mà Beta lại đem đi phát hành. Kageno quá thất vọng về gái, ít nhất phải tăng tên tác giả vào chứ. Beta gửi thông tin cho Kageno thông qua văn tự cổ đại, cậu éo hiểu. Nhìn nhiều đau đầu, Kageno cũng chẳng quan trọng lắm cái vấn đề đó là gì. Alpha đã tới thánh đường, lúc này trong đầu cô đặt ra rất nhiều câu hỏi. Một kẻ có quyền lực cao như đại tế tư Drake tại sao lại bị loại bỏ? Còn anh hùng Olivia, rốt cuộc cô đã làm gì ở nơi gọi là thánh vực? Alpha sẽ đợi tới ngày mai, ngày mà thời khắc cánh cổng được mở ra. Mọi chuyện thật thú vị, Kageno vừa ăn binh chi linh vừa tận hưởng màn đêm tên mặc đồ đen này thật to gan hắn dám cosplay shadow garden cái kết cho mấy thằng đạo nhái chỉ có một chuyển sinh làm lại cuộc đời lần này epsilon là người tới báo cáo tình hình chiến dịch cho kageno nghe thấy có kẻ hành quyết kageno cảm thấy chuyện này thật thú vị tự tôn của epsilon rất cao nhìn đống slide độn đó là kageno biết chào đón ngày mới tại thánh địa lingum nơi ngập tràn ánh nắng cùng những tiếng chim đối với kageno đa số mọi chuyện cậu mặc cho như thế nào cũng được Cậu phân loại chúng ra thành hai kiểu đó chính là yêu thích và ghét bỏ. Một trong những thứ yêu thích kiểu sao cũng được đó chính là suối nước nóng, bởi vì Kageno chơi theo hệ sao cũng được nên cậu éo thèm quan tâm xung quanh luôn. Nhìn cái phong thái bất cần đời của Kageno Alexia vừa cay vừa ngại. Nhân tiện cả hai đang tắm chung với nhau Alexia xin lỗi vụ chém Kageno, cậu đã quên nó từ lâu rồi, Kageno muốn biết thí luyện nữ thần là gì. Người khiêu chiến sẽ triệu hồi những chiến sĩ cổ đại từ thánh vực rồi đánh nhau với họ. Mấy năm trước kiếm sĩ lang thang về non triệu hồi được anh hùng Olivier. Cách kết, kết anh ta thua sắp mặt những chuyện vừa rồi là Alexia nghe kể lại. Nhân tiện cô nàng nói cho Kageno biết luôn, mình sẽ không tham gia đâu. Có mấy tin đồn đen tối về đại tế tư nên Alexia còn bận đi điều tra. Nói chuyện một hồi Kageno khuyên cô nàng đừng có nhìn trộm khẩu đại bác của mình. Nếu thích thì hãy nhìn nó một cách quang minh chính đại, cậu không ngại cho xem đâu. Khẩu đại bác càng to càng dài càng bắn xa, bắn phá những nơi tối tăm ẩm ướt. Alexia có vẻ đã giác ngộ, cô nàng cần luyện tập sức mạnh to hơn nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày hội thí luyện nữ thần cuối cùng cũng diễn ra. Người đang đứng trên bục làm lễ bế mạc chính là đại tế tư mới nhận chức giác. Một lão hói khiến Alexia éo ưa nổi, cô hận không thể cạo đầu lão ta. Tại vì lão giác đã dừng tiếp nhận điều tra vụ án đại tế tư tiền nhiệm, Alexia không thể điều tra bởi vì lão ta đã viết tâm thư xin phép quốc vương. Nếu bây giờ trở về thuyết phục phụ vương chắc quay lại chứng cứ bị hủy hết rồi. Nói tới không ưa Alexia còn một người nữa cô nhìn rất ngứa mắt. Nghe nói là nhà văn mới nổi, bên ngoài ngây thơ bên trong chắc chắn đen tối. Phải công nhận ánh mắt đánh giá phụ nữ của Alexia rất con nhà bà chuẩn. Trong mắt Beta Alexia là một con à rẻ tiền không xứng với chủ nhân. Đáng lý ra người sát cánh bên chủ nhân trong phân cảnh anh hùng cứu mỹ nhân là cô mới đúng. Thấy Beta nhìn đều Alexia liền cho cô một cảnh cáo, đúng là đàn bà. Mặc kệ mấy cô gái bên khu quý tộc Kageno bên khu dân thường rất tận hưởng. Tuy vậy cậu vẫn không thoát khỏi sự chú ý của Rose, tình yêu làm mắt tinh hơn. Lễ bế mạc đã tới giai đoạn cuối, tất cả chuẩn bị bước tới giai đoạn tiếp theo. Nghe thấy thí luyện nữ thần bắt đầu ai lấy trong mình đều tràn đầy hưng phấn. Sau tiếng kẻ này, trận đấu thí luyện nữ thần đầu tiên chính thức bắt đầu. Nghe nói muốn tham gia thi đấu cần phải bỏ 100.000 vàng, quá đắt đỏ. Đổi lại nếu chiến thắng sẽ được kỷ niệm trương, có nó đi đâu cũng xin được việc. Thanh niên quần chúng đầu tiên lên sàn cái kết triệu hồi được cái nịch cút về nước. Ngồi chắn quá Kageno còn tưởng tượng mình sẽ lao xuống đó láo loạn một phen. Nhìn mấy chú bé đần này đi, quần chúng nhưng cứ nghĩ mình là nhân vật chính. Hết chú bé này đến chú bé khác lên sân đầy tự tin xong đi về đầy thất vọng. Cùng với thời điểm diễn ra sự kiện các thành viên trong Shadow Garden đã bắt đầu hành động. Bên trong đấu trường, do quá nhạt nhẽo nên lão rắc đi xin chữ ký idol. Tất cả mọi người được một phen ngạc nhiên khi nghe thấy Kageno lên khiêu chiến. Đám quần chúng bàn luận xôn xao, chắc cậu học sinh đó rất nổi tiếng ở trường nếu Kageno lựa chọn lên thi đấu chắc chắn thực lực của cậu sẽ bạo lộ. Còn nếu bỏ quyền thì sẽ gặp nhiều biến cố nên cậu đưa ra một lựa chọn khác. Vụ việc xảy ra tiếp theo đây sẽ làm khuấy đảo thế giới ảo, xứng đáng nhận lai. Like. Không muốn bạo lộ thân phận, không muốn bỏ trận thi đấu thì chỉ còn cách láo loạn. Ta chính là Shadow, kẻ lần khuất trong bóng tối, để săn lùng bóng tối. Lão giác nhìn thấy Shadow cứ như cá gặp nước bởi vì lão có át chủ bài. Beta ngồi bên này nhìn Kageno, đúng là chủ nhân hành động thật khó đoán một chiến sĩ cổ đại xuất hiện thông qua lời kêu gọi của Kageno, một người phụ nữ mạnh mẽ với đôi mắt màu tím hết sức mê người tái xuất. Theo Beta được biết vị đó chính là phù thủy tai ương Aurora lừng danh. Là một tác giả viết tiểu thuyết, Beta luôn luôn tìm tòi những tư liệu cổ xưa. Cuốn sổ ghi chép của Beta thật to, lão rắc đánh giá rất cao về nó. Để giảm bớt mấy ánh nhìn đều lão ta giới thiệu về Aurora cho mọi người. Có thể nói à ta là phù thủy mạnh nhất trong sử sách từng được ghi nhận. Theo lời lão giác nói, vậy thì tên xa đâu bên dưới kia phải khủng khiếp cỡ nào. Trận chiến bắt đầu, phù thủy tai ương là người mở màn khuấy động bầu không khí trước. Dưới những đòn tấn công liên hoàn tới từ mọi phía, Kageno không hề lao lúng. Cậu vẫn chưa phản công, có vẻ như Kageno muốn tận hưởng trận chiến. Những ánh mắt thất thần cùng nụ cười ngờ nghịch, chúng là minh chứng cho sự phê pha. Kageno cảm nhận được cuộc chiến thú vị này đã tới lúc cần phải kết thúc. Cảm ơn vì trận chiến đầy ý nghĩa này hỡi cô gái có đôi mắt màu tím màn thể hiện đậm chất ra đâu hết thời lượng, Kagano chạy vội. Lớp cấm chế ngăn cách giữa đấu trường với phía khán giả bỗng nhiên bị nứt vỡ. Một cột sáng năng lượng cùng với những đồ án ma pháp hiện lên trước mắt mọi người. Toàn bộ đấu trường được bao phủ bởi một vòng tròn ma pháp với quy mô cực lớn. Quả nhiên là ngài, sao đâu, Thánh Vực đã đáp lời kêu gọi của ngài ấy. Ngay lúc này, toàn bộ khu vực xung quanh đấu trường bị biến đổi thành phố đèn đỏ. Kagano đang phê pha sau màn thể hiện vừa rồi thì một cánh cổng xuất hiện. Có lẽ là trùng hợp, cậu chạy chỗ cái nhẹ ai ngờ nó lại theo kèm sát nút. Lần này Kageno đổi luôn sân vận động, cánh cổng nó éo chịu buông tha cậu. Nghĩ lại có vẻ cánh cổng này liên quan tới người phụ nữ vừa solo với mình. Với cả không giải quyết thì nó cứ bám theo mãi nên Kageno quyết định vào trong. Trở lại với đấu trường, cánh cổng xuất hiện ở đó vẫn còn nguyên zin chưa ai động. Lão giác không ngờ thánh vực đã đáp lại xa đâu, chuyện này chưa từng xảy ra. Alexia có nghe nói là cánh cổng đang được che giấu bên trong đại thánh đường. Tất nhiên là nó vẫn ở đấy, trên thực tế tồn tại rất nhiều cánh cổng khác nhau. Lúc này cánh cổng ở đây sắp mở, lão giác đề nghị mọi người hãy lui xuống. Lão ta vừa nói dứt câu thì phía sau các cô nàng Shadow Garden xuất hiện. Trong vô thanh vô tức các giáo đồ của thánh đường đã không cánh mà chuyển sinh. Mục đích chính của Alpha là vào trong cánh cửa, kẻ ngoan ngoãn tránh đường thì sống. Sau khi Alpha rời đi, Epsilon cảnh cáo những người ở đây hãy yên phận. Lão giác buộc phải đi cùng vào trong, còn lại nếu manh động ả này sẽ chết nhận thấy cánh cổng sắp đóng Epsilon ra lệnh cho thuộc hạ mang người vào trong. Lão rắc hét lớn đa phủ Venom ra tay, Epsilon quay lại không thấy ai. Thấy cái gì đó vừa lướt qua, hai con slide ngoại cỡ của cô nàng rời tổ. Dám động vào giới hạn của bà, Epsilon một hít tiễn tên đao phủ về trời. Lão rắc không còn át chủ bài như cá mắc cạn, vùng vẫy trong sự tuyệt vọng. Nhìn Beta bị bắt vào trong cũng như cánh cổng sắp đóng mọi người có hơi nóng ruột. Alexia nhớ lại hình bóng tên Shadows, cô nàng quyết định bám theo Shadow Garden. Vì Alexia đã tiến vào trong cánh cổng nên Rose đành phải nhảy vào cùng. Beta trong thánh vực đang giao nhiệm vụ cho thuộc hạ thì bị gái rơi trúng người. Trong lúc hỗn loạn vô tình Alexia bóp phải cái bánh bao thịt của Beta. Thấy hai cô công chúa cố chấp tiến vào thánh vực Alpha mặc họ tự do hành động. Thánh vực tương truyền đây là nơi anh hùng Olivia đánh bại Diabolo. Mục đích chính của Alpha là điều tra thông tin về giáo đoàn Diabolo. Tiện thể chứng kiến gương mặt người anh hùng trong truyền thuyết anh hùng Olivia. Alpha muốn biết thêm một chuyện, tại sao gương mặt của anh Hùng lại giống hệt cô? Hiện tại tổ chức đã tìm ra mục đích của giáo đoàn không đơn thuần là phục sinh ma nhân. Tuy nhiên không có gì để khẳng định, chính vì thế chúng ta sẽ chứng kiến tận mắt. Cánh cổng trước mặt mọi người mở ra, không gian xung quanh bắt đầu biến đổi. Phía Alpha xuất hiện bóng hình của cô cùng một người phụ nữ khác. Anh Hùng, Olivia, tiếp theo đây tất cả sẽ cùng vào thế giới cổ tích. Chuyển cảnh qua phía Aurora, cô rất ngạc nhiên khi thấy Kageno xuất hiện cậu cũng có biết méo gì đâu tại cái cánh cổng khốn nạn mang cậu tới đây. Kageno hỏi cách thoát ra nhưng Aurora éo biết lần trước là cô bị dịch chuyển. Nghe kèo này có vẻ căng rồi đây, Kageno quyết định quay lại lối vừa vào. Thấy Kageno rời đi Aurora rũ rỗ cậu hãy anh hùng cứu mỹ nhân. Được giải cứu sau chuỗi ngày bị giam cầm Aurora cảm thấy khỏe cả người. Sau đó cô gạ gẫm Kageno về trung đội bởi vì cả hai có cùng mục đích. Bản chất thánh vực là một ngục tù ký ức được tạo ra từ cuộc chiến viễn cổ chỉ cần phá hủy hạch nhân ma lực nằm ở trung tâm tất cả mọi thứ sẽ biến mất bên trong thánh vực mọi ma lực được tạo ra đều bị hút đi ngay lập tức aurora nói rằng sau khi được giải thoát thì bản thân cô ấy cũng tan biến Không cảnh hiện đại mà không hại tiền này chính là ký ức của anh hùng Olivia. đây từng là nơi giáo đoàn thu thập trẻ mồ côi không nơi nương tựa về làm thí nghiệm có thể nói chỗ này chính là nguồn gốc của ác ma ám khiến tộc elf diệt vong bên phía kageno cậu đang đi dạo trong thế giới ký ức của aurora Cả hai dừng lại khi nhìn thấy một đứa bé, đây là Aurora lúc nhỏ. Thấy con bé đang khóc, Aurora thẳng tay cho nó một cú tát trời đánh. Cách xử lý đó chính là cách nhanh nhất để kết thúc đoạn ký ức này. Trở lại phía Alpha, cô vạch Trần tội ác thí nghiệm mất nhân tính của giáo đoàn. Bọn họ cấy tế bào ma nhân lên những đứa trẻ, Olivia là một trong số đó. Sau khi có sức mạnh ma nhân, cô ấy được giao nhiệm vụ thu thập những tế bào mới. Vì tương lai con người được sống trong thế giới hòa bình nên Olivia rất nghe lời. Mặc dù cánh tay trái của Diabolo bị chém đứt nhưng nó vẫn còn sống. Giáo đoàn đã phải sử dụng cổ vật trong truyền thuyết để phong ấn cánh tay đó. Bọn họ muốn lợi dụng năng lực sống ra hay như đỉa để hòng đạt được sự trường sinh. Nghe nói thứ đó tỏa ra ánh sáng đỏ lấp lái nhìn cứ như ánh đèn ba sạc. Chỉ cần một viên là có được sức mạnh cường đại cùng cơ thể trẻ mãi không già. Mọi người hãy nhìn xem cái tên đàn ông này cùng với lão rắc rất giống nhau. Đúng là mặt có giống thật nhưng quả đầu hói này thì hoàn toàn khác nhau. Bỏ qua chuyện đó, Alpha điều tra được loại thuốc này phải dùng định kỳ hàng năm. Và số lượng thuốc giáo đoàn sản xuất được cũng chỉ có 12 viên trên năm. Trùng hợp số lượng hiệp sĩ bàn tròn cũng vừa đúng 12 người không hơn không kém. Đến tận bây giờ thuốc vẫn chưa hoàn thiện và chìa khóa chính là huyết mạch anh hùng. Cao sang hơn thì là cơ thể ma thần bị phong ấn này đúng không ngài ghế 11. Ở đời ai cũng chi cầu sức mạnh, lão rắc tự xưng mình là hiệp sĩ tham lam. Câu nói vừa mới rất mồm thì lão ta được đắm mình xuống bể nước phía dưới người làm chuyện đó là delta cô nàng xin lỗi alpha vì tự ý hành động chẳng cần phải xin lỗi gì đâu bởi vì lão rắc có nội tại sống dai như điểm lão ta phá hủy không gian ký ức và chia cắt nhóm người alpha ra làm hai nhìn vật săn của mình vẫn còn sống khiến delta cảm thấy rất phấn khích lão ta lao lên tấn công delta nhưng éo có tuổi đám phân thân quá ao trình sau một hồi tàn sát delta cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ đang diễn ra kỳ lạ là đúng rồi tới gần trung tâm sức mạnh của những kẻ ngoại lai sẽ bị mất nếu mất thì sao một con thú hoang sẽ không bao giờ lùi bước trước mặt con mồi chuyển cảnh qua phía aurora cô thắc mắc việc làm kỳ lạ của kageno cậu đi như vậy chắc không phải đang nhìn trộm đấy chứ hôm nay cô mặc màu đen vì cái tội thích chơi trội nên lúc chuyển map kageno đầu đội đất chân đạp trời đây là một chiến trường cổ nơi chỉ có sự hiện diện của cái chết và bi thương aurora cầm lên một thanh kiếm để qua map thì cô phải chém bỏ quá khứ đang chuẩn bị hành quyết thì đột nhiên mấy tên lính sắc sống xuất hiện ngăn cản dựa trên tình hình hiện tại aurora phán đoán thánh vực đang chối bỏ hai người nếu bị giết chắc cô sẽ quay về căn phòng lúc trước kèo này có vẻ căng bên phía nhóm của epsilon mọi người đang đi thăm dò thì gặp một quỷ nhân mấy cô nàng đã sẵn sàng ứng chiến không ngờ lại bị epsilon ngăn cản quỷ nhân lao vào epsilon rồi tan biến trước sự kinh ngạc của mọi người có vẻ như các cô nàng đã quên rằng bản thân mình và nó cùng một giống loài những kẻ bị ác ma ám nhưng bọn cô may mắn hơn bởi vì gặp được chủ nhân tài liệu trong đây cứ phải gọi là ối rời ơi, đầy đủ không tốn công tìm kiếm. Mặc dù không mang nó ra bên ngoài được nhưng nhờ có cái này mọi thứ quá dễ. Ma lực bị hút mất giống vụ ở trường học khiến hai con slide rơi xuống đất. Có nhìn thấy gì không mấy em, dạ vừa nãy mất điện nên bọn em éo thấy gì. Quay lại vụ ma lực, nhớ khống chế cẩn thận hơn mọi khi nếu không muốn lộ thiên. Sau một khoảng thời gian hành gà, Kageno đã giải quyết gần xong lũ sắc sống. Tuy vậy cậu vẫn cảm thấy nếu không có ma lực thì mãi chẳng đến được hồi kết. Việc làm này không mấy tốt đẹp nhưng để đi tiếp Kageno bắt buộc phải ra tay. Không gian biến đổi, lần này cậu cùng Aurora được chuyển tới một căn phòng lớn. Thanh kiếm phía trước hai người nhìn rất đặc biệt bởi vì nó chính là trung tâm. Không sử dụng ma lực Delta vẫn có thể thản nhiên bán hành cho lão giác. Chứng kiến phân thân bị giết lão giác mất niềm tin vào nhân sinh luôn, thật vô lý. Lão ta quyết định dùng toàn lực tạo thêm thật nhiều thật nhiều phân thân hơn nữa. Nhiều thì giải quyết được vấn đề éo gì, Delta bật mút đập ruồi lên cân hết. Alexia cùng Rose lúc này kiểu bạn ơi tát mình một cái xem có đau không bỏ qua vụ tát nhau của hai cô nàng phía kageno đang gặp chút rắc rối nếu muốn phá hủy dây xích thì phải sử dụng thanh kiếm này kiếm đẹp chứ anh em thanh kiếm này không rút ra được chỉ cần nhìn qua là kageno đã biết rồi đúng như dự đoán không phải người được chọn thì đến mùa quýt cũng éo rút được nó ừ thì không rút nhưng có cần thiết phải phá thế không thanh kiếm sắp gãy mất rồi aurora rơi vào tuyệt vọng thật không ngờ cửa ải cuối cùng lại khó tới vậy Đơn giản thế mà đã kêu khó, lão rắc ở đây mới là người khó thật nhé. Alexia sau khi quan sát đưa ra nhận xét Delta chẳng khác nào một con thú. Người như vậy mà cũng có thể ở bên cạnh kế vai tác chiến với xa đâu ư. Bình luận còn chưa được bao nhiêu thì không gian xung quanh đã đổ vỡ. Không còn lĩnh vực, biểu cảm của lão rắc như một con cá mắc cạn dãy ruộng. Chợt nhớ ra vẫn còn Olivia, lão ta liền quay về phía bức tượng kêu to. Lời thỉnh cầu của lão rắc phát huy tác dụng thành công thức tỉnh Olivia. Ngon thì lao vào đây ông cân hết. Epsilon thành công thu thập tài liệu nên Alpha quyết định toàn quân về nhà. Chờ gì kỳ vậy, người ta mới gọi được tiếp viện tới mà lại không chiến nữa. Ngon thì lao vào đây, nghe xong lão rắc hoảng luôn phải núp phía sau Olivia. Phía Alpha đã trở về, tiếp theo là đến nhóm người Alexia cùng Rose. Chứng kiến thánh vực thích đến thì đến thích đi thì đi, lão rắc chẳng thể làm gì. Khi không còn ai ở đây lão ta bắt đầu nghĩ lý do để không bị mất mặt phát hiện có kẻ xâm nhập trung tâm lão rắc hạ lệnh Olivia đi giải quyết. Chán éo có gì làm, Aurora ngồi tâm sự về cuộc đời với Kageno. Theo đúng khuôn mẫu thì nhân vật chính sắp xuất hiện nên Kageno mới ngồi chơi. Thời gian trôi qua khoảnh khắc này cuối cùng đã tới vì anh hùng rút được thánh kiếm. Có gì đó sai sai đặc biệt là cái đầu hói này chiếm hết spotlight. Lão giác nhận ra Aurora, lão ta khá ngạc nhiên khi cô ấy tới được đây. Tuy vậy thật đáng tiếc cho hai người bởi vì cánh cửa đó không thể bị phá hủy lão giác hạ lệnh cho Olivia tấn công khiến Aurora có cảm giác sợ. Nhìn Kageno vì mình mà phải tiến lên ứng chiến, cô thấy trong lòng dai dứt. Pha combat nhanh tới lỗi mà phản ứng của Aurora không thể theo kịp. Kageno vừa chiến đấu vừa phải diễn làm sao cho ra dáng nhân vật phụ. Sau một hồi cậu đã không thể kiểm soát được biểu cảm nữa, diễn quần chúng thật khó. Cảm thấy ngư mắt lão giác thúc giục Olivia nhanh chóng giải quyết mục tiêu cản trở. Ấy thế mà nó lạ lắm, đánh hoài nhưng cái tên quần chúng này mãi éo đang xuất. Trận đấu chuẩn bị tiếp tục thì Aurora cắt ngang khuyên Kageno chạy đi. Cậu đã cho cô quá đủ kỷ niệm rồi, Aurora không muốn Kageno chết. Lão rất cảm thấy thật mắc cười, một phù thủy không có ma lực thì làm được gì. Lão ta đề nghị chỉ cần Aurora hợp tác thì Kageno sẽ được sống. Kageno nói éo cần hợp tác khiến lão rắc cay cú, nghe không hiểu à nhóc. Nếu ngoan ngoãn có thể ngươi sẽ sống thêm được vài giờ, thật ngu si đần làm sao. Vậy thì xin vĩnh biệt cụ, Olivia bất ngờ đâm cho Kageno một phát. Tưởng vậy là xong là hết rồi ư, cuộc chiến bây giờ mới chính thức bắt đầu. Kageno nhẹ nhàng ngũ một điệu, trong thoáng chốc cậu ôm chọn Olivia vào lòng. Chưa đầy 3,14 giây Olivia được Kageno tiễn về nơi chín suối. Chứng kiến người mang danh anh hùng bị hạ gục, Aurora không nói lên lời. Lão rắc éo hiểu tại sao bị đâm như vậy mà Kageno vẫn còn sống. Dễ thôi, chỉ cần bảo vệ được động mạch và các bộ phận quan trọng sẽ không chết. Anh ơi tha mạng cho em với em sai rồi, ngươi tưởng ta sẽ nói thế sao? Lão giác định trêu đùa Kageno không ngờ bị cậu cà khịa lại, quê chưa kìa. Cây cú cấp độ 7, lão giác đem quân bài tẩy của mình giấu từ chiều ra. Lần này không chỉ một mà là một đống Olivia cùng nhau xuất kích. Ở thì cũng nhiều đấy, Kageno vung tay một cái liền hạ gục chục em. Lão giác không biết làm gì ngoài việc đặt câu hỏi tại sao ngươi dùng được ma lực. Nếu ma lực bị hút thì ta làm cho nó cô đặc tới mức tác ống là xong. Nhìn thấy Kageno bị thương, lão giác vui sướng ra lệnh tiếp tục tấn công. Kageno muốn biết có phải chỉ cần phá hủy hạch nhân là xong đúng không? Việc rút kiếm quá mất thời gian, cậu quyết định tự thân mình vận động cho nó nhanh. Trong lúc Kageno đọc lệnh cậu đã bị một bản sao Olivia tấn công. Đâm thêm 10 phát may ra ngăn cản được toàn bộ không gian nơi đây bị phá hủy. Giống hệt lần trước, Kageno đánh nghiêm túc là thành phố nhận thiệt hại nặng nề. Bảo sao anh chọc không được ra sân nhiều, tiền đâu mà xây lại cơ sở vật chất. Cánh tay trái của Diabolo cử động, ngon thì lao vào đây anh chém hết, thì ra chuyện vừa rồi éo có thật nó là ảo ảnh của thánh vực còn sót lại nhìn trạng thái aurora lúc này kageno biết cô sắp phải biến mất thời khắc của sự thật aurora thừa nhận mình đã gọi kageno tới lúc trước cô nói muốn quên đi tất cả nhưng bây giờ lại không muốn quên nữa lần đầu tiên trong đời kageno được nếm thử hương vị của một hồn ma nữ aurora hứa nếu như tìm thấy bản thể của cô cậu sẽ được nếm thứ khác những bước chân nặng nề nhóm alexia trở về sau ngày dài xem phim hành động Alexia dừng lại đứng nhìn khung cảnh thành phố sau vụ tàn phá từ trên cao. Mang tiếng là đến đây để điều tra nhưng cô lại chẳng thể phân biệt được đúng sai. Nếu không biết đâu là thiện đâu là ác thì cô định làm gì hỡi công chúa cao quý. Alexia đưa ra ý tưởng cả ba sẽ hợp tác cùng nhau thu thập thông tin. Rồi sau đó xây dựng căn cứ tìm kiếm đồng minh, nghe hơi ảo ma Canada. Tuy vậy cả ba người vẫn quyết định hợp tác với nhau, Beta thành công nằm vùng. Một tổ đội chẳng biết có làm ra được trò chống gì không chính thức chào đời. Chuyển cảnh qua phía Alpha, cô cùng Epsilon đang tán dương Kageno. Quả nhiên là chủ nhân có khác, ngày ấy đã biết hết mọi chuyện của giáo đoàn. Kể cả việc ma nhân Diabolo có một cái tên khác đó là Aurora. Sân khấu tiếp theo vương Domitga, các cô nàng đoán Kageno đã biết rồi. Giá bất động sản của thành phố đầu tiên Kageno tàn phá tụt xuống đáy sản. Gã môi giới này đang nói cạn hết cả nước bọt để thuyết phục Gamma mua đất. Nếu chốt ngay bây giờ cô sẽ được nhận rất nhiều ưu đãi với một cái giá rẻ mặt. Tuy phong cảnh xung quanh có đôi chút bắt mắt nhưng đó chính là điểm nhấn. Nói khô cả miệng eo thấy phản ứng cứ tưởng không bán được nào ngờ bán hết luôn. Sau khi giao dịch thành công Gamma cho người thu mua đất ở Hạ Lưu Sông, bởi vì cô có một ý tưởng tái thiết lập thành phố kiến thiết lại các con kênh. Đằng sau tất cả, quan trọng nhất đó là phía dưới khu đất cô mua có dầu hỏa. Nhờ có tài kinh doanh của Gamma nên phía Shadow Garden eo sợ thiếu tiền. Các cô nàng ngoài đánh nhau với giáo đoàn thì chỉ còn công việc theo đuổi đam mê. Kiểu kiến trúc này Alpha xây được dựa theo những kỹ thuật Kageno dạy. Thật hoài niệm, nếu không có Kageno chắc các cô nàng đi thỉnh kinh hết rồi. Kageno cũng biết méo gì đâu, người toàn do Alpha lôi kéo về cho cậu. Trở lại hiện tại, Alpha nhận được tin tức tỷ tướng Gem đang khởi hành đến đây. Chuyển cảnh qua phía Alexia, cô đang báo cáo tình hình thánh vực cho Iris. Sau vụ này có thể khẳng định nước của giáo đoàn rất sâu, còn Shadow rất mạnh. Chuyện điều tra giáo đoàn Iris cũng có mở lời nhưng phụ vương không cho hành động bởi vì vương quốc sắp phải đón sứ đoàn nước đồng minh Oriana tới thăm. Còn một cơ hội để thuyết phục phụ vương đó chính là giành quán quân lễ hội Buzin. Nếu lũ giáo đoàn hay Shadow Garden xuất hiện, Iris nghĩ mình sẽ không thua. Cho dù chúng có sở hữu cổ vật mạnh đến đâu thì kiếm của cô cũng chém hết. Iris không tin trên đời tồn tại người phóng ra được lượng ma lực khổng lồ này. Nếu chúng xuất hiện ở lễ hội Buzin, cô sẽ cho chúng biết ác mộng là gì. Bị hỏi vì sao lại bám theo một bọn đáng ngờ vào thánh vực Alexia lúng túng, Hết cách với con bé này, điều Iris lo lắng bây giờ là cô thiếu nhân lực. Đang suy nghĩ cách giải quyết thì cô nghe bên phía Alexia có tiếng quất khăn. Không nghịch ngu như Alexia tự đánh bản thân, Rose luyện kiếm một cách chuẩn chỉ. Nhưng cô nàng mãi không tái hiện lại được đường kiếm tuyệt đẹp khi ấy. Nhận thấy cơ thể có gì không đúng, Rose phát hiện trước ngực xuất hiện việt đỏ. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, thời khắc Kangano mong đợi đã sắp tới. Đại hội Bushin nơi quy tụ các cao thủ có tiếng từ khắp thế giới tham dự đâu đâu cũng có thể nghe thấy tiếng người ta trầm trồ ngưỡng mộ vị chiến binh trước mặt. Trong những ngày này đi trên đường bạn đừng bao giờ tỏ thái độ khinh thường người khác. Nhờ chư vị quân chúng xuất hiện nên Kageno mới nhớ ra một việc quan trọng. Trong danh sách những việc chú tể bóng tối muốn làm có dấu nghề rồi bộc lộ sức mạnh, Kageno sẽ khiến cho người ta khinh thường cậu rồi phải há hốc mồm kinh ngạc. Để thực hiện cái giấc mơ bo đoi của mình, Kageno tìm tới chỗ Gamma. Vẫn như mọi khi tới gặp thuộc hạ phong thái thủ lĩnh là một điều không thể thiếu còn gamma cứ ba bước chân là cô sẽ vấp ngã một lần chuyện cơm bữa kageno muốn gamma giúp mình che giấu thân phận để tham gia lễ hội Buzin tưởng việc gì khó khăn lắm chứ việc này quá dễ đầy đủ trang thiết bị luôn thứ gamma đang cầm trên tay là một hợp chất slide đã thông qua cải tiến kageno thắc mắc kẻ nào trong yếu đuối thế kia y ta đó cha nội tất cả các phát minh hay ho đang xuất hiện ở đây đều là do cô ấy chế tạo trong danh sách những người có thể cải trang xuất hiện một cái tên thanh niên nhạt nhẽo chốt kèo gương mặt ấy các cô nàng cho triển khai luôn thiết bị cải trang. Quá trình biến thân hoàn tất Kageno cảm thấy mình của bây giờ rất ok. Gamma tận dụng thời cơ khen ngợi chủ nhân quả là thiên tài trong việc diễn xuất. Lúc này Kageno chỉ có một suy nghĩ, thuộc hạ của mình giỏi VL. Cô nàng này tên Eneros người gọi ra chiến sĩ cổ đại trong thí luyện nữ thần. Đúng là nhân vật nổi tiếng có khác xuất hiện ở đâu là thu hút ánh nhìn ở đó. Eneros thấy người nhìn như thằng nghiện tham gia lễ hội cô nàng bèn khuyên ngăn. Một con gà bị lừa, Kageno đang rất thỏa mãn thì bị cắt ngang tiếp. Gã Quyên Tôn khuyên cậu về nhà bổ sung thêm canxi rồi năm sau quay lại. Với ánh mắt thất thần, Kageno nói nhẹ một câu, tôi mạnh hơn ông nhiều. Câu nói đó khiến cậu phải hứng chịu một cú đấm như trời giáng vào thẳng mặt. Như vậy vẫn chưa đủ, Kageno tiếp tục cả khỉ gã ta yếu như đàn bà. Nếu đứng trước mặt cậu là kẻ địch thì gã ta xác con nhà bà định rồi. Kageno sẽ thi triển 72 tuyệt kỹ thiếu lâm ra tấn công liên hoàn. Tuy nhiên giờ vẫn chưa phải là lúc một cao thủ giấu nghề bộc lộ sức mạnh. Gã Quyên Tôn bỏ đi khi nghe những lời cảnh cáo tới từ phía Enrose. Nguyên nhân cô nàng không ra tay ngăn cản sớm là để chứng minh lễ hội rất khắc nghiệt. Kế hoạch lột xác của một kẻ yếu đuối bước đầu thành công khi Kageno được hỏi tên. Thanh niên nhạt nhẽo đấy chính là cái tên người sẽ viết lên lịch sử lễ hội Busin. Thằng này mới trốn chạy hả bà con ơi, thấy méo ổn mọi người liền tránh xa. Tại một quán ăn nhanh, Hiro giải thích luật thi đấu cho Kageno nghe. Nếu hiểu rõ cách thức vận hành thì số tiền cược của cậu ta sẽ nhân lên rất nhiều. Nói cả buổi thì ra mục đích của Hiro đó là kêu gọi vốn đầu tư. Ngoài Iris thì Rose cũng là một ứng cử viên đáng ký cho chức vô địch lễ hội. Hiro đã động nhẹ sang chuyện tiền nong kagen -o liền chuyển chủ đề luôn. Nhân cơ hội thằng bạn éo để ý cậu chuồn vội tiện thể mua thêm vài cái bánh. Mất công giải thích các kiểu mà không được đồng nào vào túi Hiro cay cú. Trời chập tối kagen -o đang trên đường trở về nhà thì bắt gặp cô nàng Rose. Thấy thương hiệu bánh trên tay cậu Rose đánh giá rất ngon vì cô nàng từng ăn rồi rose vẫn không hiểu lắm khi thấy alexia cùng thần tượng của mình rất ghét nhau cô nàng thay đổi tâm trạng khi kể chuyện mình sắp phải đi gặp mặt vị hôn phu rose ngồi tâm sự với kageno cô nàng đã chọn kiếm thay vì nghệ thuật vương quốc oriana không coi trọng ma kiếm sĩ địa vị của họ ở đó rất thấp lý do rose lựa chọn kiếm bởi vì hồi nhỏ cô nàng từng thấy một thứ tuyệt đẹp dù cho có phản bội tất cả rose quyết không từ bỏ lý tưởng của bản thân tâm sự một hồi cô nàng muốn biết kageno vẫn đặt niềm tin vào mình chứ Tất nhiên là được Kageno mạnh nên cậu chẳng sợ bố con thằng nào đâm sau lưng. Bất chấp tất cả theo đuổi lý tưởng, Kageno ủng hộ Rose một chiếc bánh. Vậy mà thằng bạn có lý tưởng cá độ làm giàu xin ít tiền mà cậu éo cho. Với kinh nghiệm cá độ từ lúc trong bụng mẹ Hiro phân tích rất bò đòi. Tỷ lệ chiến thắng lên tới 100% anh bạn có muốn đầu tư chút không? Đang dụ kèo thì có thanh niên tự xưng thưởng thắng kim long gondo cắt ngang. Anh ta cũng đi thu thập dữ liệu về những kẻ chiến thắng để thuận lợi đánh bại họ. Tận dụng lúc Hiro bị thu hút, Kagen-O liền trốn đi thi đấu. Dựa theo kinh nghiệm của mình, Gondo kết luận thanh niên nhạt nhẽo ba ba lực chiến. Còn tên to con trước mặt này, hắn xứng đáng với lực chiến một ba sáu Gondo éo hiểu sao mấy cái thể loại yếu đuối như thế này tới giờ vẫn sống. Anh ta tự tin nói gặp phải trận đấu như vậy cứ bốc bắt họ mà tất tay. Gondo đang tự cao thì ăn ngay một pha quê tới từ vị trí thanh niên nhạt nhẽo. Lời thoại quen thuộc vang lên từ phía quần chúng: trả ông tiền đây lũ lừa đảo. Bằng lớp da dày trên mặt của mình Gondo vẫn tiếp tục cho Hiro lời khuyên. Ngày mai anh đấu với thanh niên nhạt nhẽo, biết đặt ai rồi đúng không chú em. Thấy Kageno quay lại Hiro khoe có kèo ngon 1.000% thắng. Nếu giao hết tiền tiết kiệm ra đây anh sẽ không làm chú thất vọng, anh hứa. Mới sáng sớm đã làm ồn, Kageno bảo trước cậu éo đưa tiền rồi mà. Hiro đến vì chuyện khác, hội trưởng Rose đâm hôn phu do em rồi bỏ trốn. Tin tức công chúa vương quốc Oriana ám sát hôn phu đã chuyển khắp đại lục. Đây có thể được coi là một vụ việc hot nhất trong thời gian lễ hội Buzin. Do em là con của gia tộc công tước, việc Rose phải đối mặt khá phiền phức đây. Phụ vương éo cho phép Alexia điều tra nên bây giờ cô nàng mới ngồi đây. Có vẻ phim rất thích quay ở đáy xã hội, hết Alexia giờ tới Rose. Beta kiến nghị cả hai không nên đi quá sâu việc này liên quan đến ngoại giao. Alexia nghe mà cay cú, cô nàng cho rằng Beta đang bảo mình ngốc. Ngoại trừ thua về độ lớn tâm hồn những thứ khác Alexia không ngại và chạm biết rose giữ kín việc này là có lý do nhưng tình đồng chí để ở đâu nếu người gặp rắc rối là beta alexia cũng sẽ không bỏ mặc nói chuyện vậy đủ rồi alexia quyết định đi tìm vương tỷ thảo luận trước alexia rời đi beta liền sai người không để cô nàng vượt quá giới hạn còn về công chúa rose hãy tiếp tục theo dõi vị trí đại khái thôi cũng được cùng thời điểm tại đấu trường lễ hội bujin một trận đấu vừa kết thúc viên mãn viên mãn đối với người khác chứa éo phải hero trận sau nổ thì hòa Kageno méo quan tâm cậu đọc báo lá cải họ nghi vấn Rose bỏ trốn vì tình. Không một chút nghi ngờ Kageno tin chuyện đó là thật nhưng phải chiến cái đã. Tin thì đưa tiền đây anh đặt kèo Hiro cứ tưởng Kageno tin mình. Trên đường đi chuẩn bị cho trận đấu, Kageno được Bichix hỏi thăm tin tức. Thời khắc khi hai người lướt qua nhau, cô ngửi thấy có mùi tộc Elf từ người cậu. Bảo là nhìn khá giống mình nhưng cứ đội mũ trùm đầu như vậy ai mà biết được. Nhìn gương mặt Bichix sau khi bỏ mũ xuống khiến Kageno nghĩ ngay tới Alpha xin lỗi phải nói một câu đó là tôi éo quen người nào xinh đẹp giống cô cả biết ngay kết quả sẽ như thế này mà Kageno đợi nhát chém này mãi cậu giả vờ ngã cái nhẹ trước khi lưỡi kiếm của Beatrix chạm vào cổ mình lúc nắm tay Kageno Beatrix khen cậu có bàn tay của người thành công chuyển cảnh qua chỗ Enros cô nàng đang đứng thì gã tôn tới bắt chuyện gã ta đoán Enros rất trông đợi vào trận đấu của thanh niên nhạt nhẽo trong lần thi đấu gần nhất tên thanh niên nhạt nhẽo đó chắc chắn đã dở trò làm éo gì có chuyện đối thủ vấp cỏ xong ngất xỉu, chơi cỏ may ra ngất. Anna Rose biết, cô nàng còn chắc chắn tên thanh niên nhạt nhẽo đó giấu bài. Tuy vậy đối thủ lần này của hắn chính là thần thoại bất bại Gondo mà vàng. Ender từng có duyên gặp anh ta ba lần trong các giải đấu trước đây. Gondo rất bẩn bượng, gặp đối thủ có khả năng thắng mình anh ta éo đấu. Và đó là lý do người ta đặt cho anh ta cái danh hiệu thần thoại bất bại. Mặc dù vậy trong các giải đấu quy mô nhỏ hơn anh ta cũng được nhiều cúp vô địch. Chuyện đó đồng nghĩa với việc anh ta không hề yếu, nhạt nhẽo sẽ làm gì đây? Trận đấu bắt đầu Gondo lao lên tấn công trước Kagen ô nhắm mắt cũng né được. Tiếp đó cậu từ từ rút kiếm ra, đám khán giả phía trên kinh ngạc quan sát. Cảm thấy bản thân bị thanh niên nhạt nhẽo coi thường Gondo rất cay cú. Gã Quyên Tôn đứng trên quan sát mà không thể hiểu nổi pha đó nhạt nhẽo né kiểu gì. Theo định luật vạn vật hấp dẫn thì thanh kiếm phải bị cái cổ hút vào chứ. Enaros quan sát được lúc đó thanh niên nhạt nhẽo lắc cái cổ một cái rắc. Nếu cô nàng không chăm chú theo dõi thì có lẽ khoảnh khắc đó đã bị bỏ qua. Đó là điều người bình thường có thể làm ư, vũng nước nhạt nhẽo này quá sâu. Trở lại trận đấu Gondo chửi Kageno như con vì bỏ lỡ cơ hội chiến thắng. Cậu éo thèm nghe đã vậy còn làm ra hành động mang tính cà khịa rất mạnh. Sự giận dữ lên tới đỉnh điểm, Gondo sử dụng tuyệt kỹ nhất trảm tà thần. Chiêu thức đó mạnh tới nỗi Kageno hắt xì một cái khiến Gondo thắng luôn. Anh ta sẽ thắng với điều kiện bốc bắt họ đặt hết vào cửa mình thu cuộc. Enerose một lần nữa nhìn thấu nguyên nhân Gondo thua là do nhạt nhẽo hát xì. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như ngẫu nhiên đó mũi kiếm của nhạt nhẽo đã hướng về Gondo. Trong mắt nhạt nhẽo đối phương luôn đầy sơ hở có thể đánh bại bất cứ lúc nào. Enerose tập luyện lắc cổ và hát xì, khán giả kiểu con điên nào đây. Chuyển cảnh tới chỗ Iris, cô trình làng kế hoạch cảnh giới sự kiện Busin. Tên Jem cho rằng việc đó là không cần thiết, điều báo nói toàn là phóng đại. Hắn chẳng hề cảm thấy nguy hiểm nào cả cho nên việc tăng cường cảnh vệ khỏi cần. Việc nội bộ trong vương quốc Oriana công chúa Iris không cần bận tâm. Phụ vương Iris nhìn rất giống bị khống chế mà đồng tình ý kiến của tên Joem. Lễ hội Busin ngày tiếp theo Kageno lại chiến thắng bằng skill hắt Đám dân đen éo thể tin được năm nay biến số lại xuất hiện nhiều tới vậy. Bắt kèo trên cho ăn chắc mặc bền mà toàn thua phía bốc bát cũng hết ngân sách. Hiro điên loạn viết tâm thư gửi anh bạn giàu ăn cho vay tạm chút tiền. Phía Kageno, cậu trên đường ra về thì bắt gặp Enros chặn đường cô nàng cảnh cáo đã nhìn thấu chiêu trò của cậu lần sau đừng hòng chiến thắng chuẩn bài vlkno cảnh cáo ngược lại đừng bao giờ khinh thường người khác những vật nặng này chính là dây xích kìm hãm cậu trò đe dọa tới đây kết thúc enderose chạy lên phía trước khoe khoang tuyệt kỹ của nhạt nhẽo mình đã học được kgno trong đầu tự hỏi con điên này tối giờ chưa uống thuốc hay sao không có sự ma sát làm sao có lửa lửa từ chùa mà ra éo cần ma sát rose khuyên anh lính nên sơn kiếm trước khi đánh nhau giờ thì cắn mất kit đi nói xong rose tiếp tục bỏ chạy người ta đi lên còn cô nàng đi xuống đây là trận đấu thứ n lần mà kageno giả yếu rồi lật ngược tình thế do mỗi trận phải dùng một kịch bản khác nhau nên giờ cậu hết sạch ý tưởng luôn đúng lúc này thanh niên hiyoro tới rủ kageno đi bắt rose kiếm tiền cũng tại cái tên thanh niên nhạt nhẽo giả ngu làm cho cậu ta cá độ toàn thua viết tâm thư bốc bắt họ thằng bạn giàu ăn thì nó trả lời éo cho bốc nữa chuyện rose đâm hôn phu vì không vừa ý kageno thích hành động của cô nàng với cả lúc trước Hiro kêu mấy kèo chắc chắn thắng thế mà giờ lại hết tiền. Tùng thiêu đến nỗi phải đi bắt gái nhận treo thưởng, Kageno éo rảnh để làm. Đang bật chế độ không quan tâm thì Kageno phát hiện Claire tới thăm mình. Cậu lập tức đi thay đồ rồi túm áo kéo tên lắm mồm Hiro bỏ trốn. Claire lúc này vẫn éo biết gì, cô dung chuông đợi thằng em xuống đón. Vụ việc Rose ám sát vị hôn phu đã lan truyền tới mọi ngóc ngách trong thành phố. Kageno rất muốn hỏi lý do Rose làm chuyện đó tại vì nó thật là bo đoi Kiếp trước ngoài việc luyện tập để trở thành xa đâu thì cậu còn thích chơi piano. Mới đầu Kageno chỉ tập tành chơi sương sương nhưng càng chơi cậu càng nghị ngập. Hình ảnh chú tể bóng tối kết hợp với ngồi diễn tấu piano rất ngầu lòi. Bản nhạc anh trang Kageno yêu thích nhất, cơ mà sao ở đây cũng có. Cậu khẳng định chắc chắn ngoài mình ra vẫn còn người chuyển sinh khác đến từ trái đất. Lý do thằng bạn kêu chắc chắn thắng vẫn hết tiền là đây, thế giới thật tròn. Đi nào đâu cũng gặp người quen đã thấy họ còn hại mình úp mặt vào sông quê. Úp mặt thôi còn may mắn chán, Hiro bị thằng nào đó hại phải ra đi ở. Epsilon khoe với Kageno mình hiện tại là một nhà soạn nhạc nổi tiếng. Cô nàng dùng những bản nhạc Kageno mang đến từ trái đất còn không thèm sửa. Đã vậy Epsilon còn khoe thêm mình được mời đến vương quốc Oriana biểu diễn. Kageno cạn lời, cũng may nhà sản xuất mua bản quyền mấy bài đó rồi. Nhân tiện gặp Epsilon cậu trao đổi với cô nàng một vài vấn đề về Rose. Sau khi biết được hiện tại Rose đang trốn dưới đáy xã hội thì Kageno bỏ đi. Để cảm ơn cậu khen rằng Epsilon hôm nay rất đẹp khiến cô nàng sung sướng. Kageno nở một nụ cười đầy mãn nguyện khi nhìn vào cây đàn piano. Alexia gửi Beta lời cảm ơn chân thành vì những thông tin cô nàng cung cấp. Vụ việc của Rose liên quan đến vấn đề quốc gia nên Alexia phải điều tra ngầm. Cô nàng than phiền phụ vương mình là một người bảo thủ, làm gì cũng lo sợ. Với cách hành xử như vậy thì sớm muộn cái đất nước này cũng đổ vỡ mà thôi. Alexia chia sẻ chuyện quốc vương Oriana tinh thần không được tỉnh táo. Không ngoại trừ khả năng tên tể tướng do em dính lưu đến giáo đoàn Diabolo. Cầu thang dài vô tận này là lối vào của hệ thống đường hầm bên dưới vương đô. Ngày xưa nó đã được người ta xây dựng để làm lối thoát hiểm cho vương tộc. Theo suy đoán khả năng cao hội trưởng Rose chạy xuống dưới đáy xã hội từ đây. Việc Alexia dẫn Beta cùng đi điều tra cô nàng không cho một ai biết. Nếu sợ thì cứ về, mặc dù không mạnh nhưng Alexia rất thích thể hiện. Ở một bên khác Rose đang thở hấp hối từng cơn và suy nghĩ về chuyện quá khứ. Vào ngày quốc vương cho triệu kiến cô nàng, tên Doem đã theo ngay sau ông ấy. Rose ngẩng mặt lên nhìn, lúc này cha cô nàng chẳng khác nào một cái sắc sống. Tên Doem nở một nụ cười đầy nham hiểm, tính khiêu khích phải nói là rất cao. Không giữ được bình tĩnh, Rose liền lao lên chém hắn ta một phát, sập bẫy luôn. Ý định của cô nàng lúc đó là giết tên Doem rồi xử lý chuyện này trong nội bộ. Kết quả hắn né được đòn tấn công còn ép Rose đầu hàng trước lễ hội Buzin. Thực chất dù pha đó hắn có chết thì cái kết Rose nhận được vẫn giống bây giờ giáo đoàn xâm nhập rất sâu vào vương quốc nên số phận của rose đã được định sẵn trong giây phút tuyệt vọng nhất cuộc đời người rose nghĩ tới chính là kageno mỗi khi bản thân ở bên cạnh cậu ấy rose luôn cảm thấy tâm hồn thanh thản cho dù cả thế giới mất niềm tin rose chỉ cần kageno tin mình là đủ rose ước được gặp kageno lần cuối trước khi ác ma ám toàn bộ cơ thể không gian tĩnh lặng dưới đáy xã hội bị phá tan khi bản nhạc ánh trăng phát lên lần theo hướng âm thanh phát ra rose tìm tới một nơi có ánh sáng cùng những giai điệu cô nàng vẫn chưa thể tin được bên trong địa ngục lại xuất hiện thiên đường. Và thiên đường đó lại mang tên ra đâu, trong tối có sáng, trong sáng có tối. Bản nhạc huyền thoại kết thúc, phong thái của Kageno cứ phải gọi là bo đoi. Rose đang vô tay thì dừng lại, Kageno hỏi cô nàng định sẽ làm gì. Rose bất lực bởi vì muốn cũng chẳng làm được, cuộc đời như ngọn đèn trước gió. Chuyện gì khó có anh lo nếu còn ý chí chiến đấu Rose sẽ nhận được sức mạnh. Buồn ngủ gặp chiếu manh, hàng miễn phí đút tận miệng chỉ có ngu mới từ chối được nhận tẩy lễ từ Kageno, ác ma ám của Rose đã biến mất. Lũ giáo đoàn này chọn thời cơ xuất hiện hợp lý gây Rose test sức mạnh luôn. Một kiếm, đúng một kiếm duy nhất toàn bộ lũ tay sai truy sát Rose bốc hơi. Alexia lần theo làn sóng ma lực vừa hiện diện và đã tìm thấy Rose. Phản ứng của Rose có gì đó sai sai, tất nhiên bởi cô nàng đã khác xưa. Alexia hỏi rất nhiều câu, Rose không trả lời vì sớ liên lụy cô nàng. Với tính cách thích lo chuyện bao đồng, Alexia lôi chuyện lời hứa ra nói đạo lý. Nhưng vì an toàn của mọi người Rose xin lựa chọn lối đi riêng, no common. Cây cú khi bị xem là kẻ ngoài cuộc Alexia lao lên chứng minh sức mạnh. Cô nàng gồng khi tăng sức mạnh của bản thân lên một tầm cao mới nhìn khá ghê gớm. Cuộc chiến giữa hai người đàn bà quả thật không thể xem thường, dư chấn rất lớn. Tuy vậy công rãnh làm sao so với đại dương, sức mạnh của Sa Đâu luôn thắng. Rose thích làm gì thì làm Beta sẽ không ngăn cảm như con ngốc nào đó. Tại vì Beta biết con đường mà cả hai đi chắc chắn giao nhau trong tương lai. Trong một diễn biến khác, đội bảo an đang vào cuộc điều tra vụ mất đàn piano. Ác giả áp báo, cái tên khốn trộm đồ đã bị ánh sáng công lý trừng phạt. Trong không gian thật yên vắng hút thuốc lào Nghệ An, nghe đâu đây có từng khóc. Các cụ có câu, ra đường sợ dẫm mảnh trai về nhà sợ đụng phải chị gái. Bị thằng em cho đứng đợi nguyên một ngày ngoài cửa không giết chết là may rồi đấy. Kageno hứa kỳ nghỉ hè về nhà cùng Claire nhưng cậu cho chị ăn cú lửa. Cơ hội cuối cùng Claire muốn thằng em đi xem mình thi đấu lễ hội Buzin Nếu Kageno không đến, ngày đó năm sau sẽ là ngày rỗ đầu của cậu. Kiểu này toang luôn cái kế hoạch vô địch của Kagen o rồi, gặp chị gái sao thắng. Vào một ngày đẹp trời Alexia tới tìm Beta nhưng cô nàng đã chuyển đi. Căn phòng giờ trống vắng chẳng còn lại một cuốn sách nào, yên ắng đến kỳ lạ. Cũng may Beta đoán Alexia sẽ tới nên để trước cho cô nàng tập tài liệu. Trải qua nhiều biến cố Alexia đã trưởng thành và có thể hành động một mình. Cùng lúc này phía bên đấu trường vòng chung kết lễ hội Buzin cũng chính thức bắt đầu. Anh giai nghèo hèn Kageno lần đầu tiên được tới nơi chỉ dành cho quý sơ tộc. Gặp công chúa Iris, Kageno tưởng mình đi nhầm nơi cậu liền quay xe. Không nhầm đâu cậu bé, Iris đoán Kageno nhận được vé từ Cle Kế tiếp Iris gửi cậu một lời xin lỗi vì phiền phức em gái mình gây ra. Công chúa xin lỗi một thằng quần chúng kiểu này hỏng hết vai diễn của Kageno. Quan hệ giữa Alexia với cậu cũng bình thường thôi, cờ hò với chủ nhân. Cũng may sắp bắt đầu thi đấu nên Kageno không phải tiếp chuyện Iris nữa ứng cử viên cho chức vô địch mùa này rất nhiều, ví dụ như Enros. Nhưng cô nàng ấy vẫn chưa phải quá mạnh, Iris tự tin mình sẽ chiến thắng. Kageno vừa mới cất tiếng gáy người ta nghĩ ngay tới chuyện cậu là tiểu bạch kiểm. Em biết các anh chị không phải đá đều Kageno nhắc tới thanh niên nhạt nhẽo. Trong mắt mọi người thanh niên nhạt nhẽo chiến thắng chỉ là do quá may mắn mà thôi. Tuyển thủ Iris coi trọng nhất chính là kiếm thánh Beatrix được mệnh danh võ thần. Kageno nghĩ cô ấy cũng khá mạnh nhưng hóa ra còn là người nổi tiếng nữa. Kiểu này lại phải giữ khoảng cách rồi cậu rất sợ tiếp xúc với nhân vật chính. Sợ cái gì thì gặp ngay cái đó, Kageno tình cờ bắt gặp Beatrix. Một lần nữa cô ấy hỏi có gặp ai giống mình không, tất nhiên là không rồi. Mục đích Beatrix tham gia lễ hội vì nơi đây tụ tập nhiều người dễ tìm kiếm. Được tặng một chiếc bánh, Kageno liền tặng lại, đúng kiểu không muốn dính dáng. Iris đang xem thi đấu thì đột nhiên tên do em từ đâu phi ra ngồi kế bên cô. Hắn còn tung ra mấy lời tán tỉnh để chứng minh bản thân là một bad boy chính hiệu. Tên Gem nói quốc vương long thể bất an nên không tham dự, mất hồn mới đúng. Hắn đã nhẹ qua phú vương Iris, cô cho biết cha mình mai sẽ tới quan chiến. Hiện tại trên đấu trường đang chuẩn bị diễn ra trận đấu thế kỷ của Enros. Nữ kiếm sĩ đầy triển vọng đối kháng thanh niên nhạt nhẽo thắng nhờ vận may trời ban. Tên do em đánh giá cao Enros, hắn dự đoán cô nàng chắc chắn thắng. Iris thì ngược lại, cô cảm thấy thanh niên nhạt nhẽo nước sâu éo thấy đáy. Oriana không coi trọng kiếm sĩ nhưng tên do em lại nói hắn khá giỏi dùng kiếm. Chính vì thế hắn rất háo hức xem màn trình diễn của người mà Iris đánh giá cao. Dựa theo những gì nhạt nhẽo làm lúc trước, Eneros không thể khinh địch được. Sau 7749 ngày nghiên cứu cô nàng đã có chiến lược của riêng mình. Đầu tiên Eneros tấn công liên hoàn ép thanh niên nhạt nhẽo vào thế bị động. Biến cố đã xảy ra, cô nàng chưa tính đến đối phương có tốc độ quá nhanh. Để tạo cảm giác thần bí các đòn tấn công của Kageno không hề chứa ma lực. Nhận ra bản thân thua xa cả về mọi mặt Eneros triển khai kế hoạch B. Tên do em nhìn phát biết ngay cô nàng chuẩn bị sử dụng phản đòn trong truyền thuyết. Tuyệt chiêu nghe thì có vẻ hay nhưng mắt Kageno có lắp slow motion. Cái kết éo có gì bất ngờ, Enros thua triệt để từ đầu tới cuối. Vẫn như mọi khi sau mỗi chiến thắng người thanh niên nhạt nhẽo ấy luôn luôn ngạo nghễ. Lượt trận tiếp theo Iris sẽ đối đầu với nhạt nhẽo có vẻ rất đáng mong đợi. Dù kiếm của đối thủ có to và dài đến đâu Iris cũng sẽ chặt đứt nó. Chứng kiến thanh niên nhạt nhẽo thể hiện sức mạnh tên do em lập tức cho người điều tra. Khả năng Kageno thuộc Shadow Garden đã bị loại bỏ vì cậu là đàn ông. Chuyển cảnh tới chỗ Kageno, cậu đang đi về thì bị Eneros gọi lại. Mục đích của cô nàng chính là nói lời cảm ơn vì bản thân đã học được rất nhiều. Quả là một câu chuyện cảm động, anh thanh niên có niềm tin vượt qua số phận. Eneros đưa ra đề nghị Kageno hãy gia nhập vương quốc của mình. Cậu sẽ đồng ý nếu thanh niên kêu là thảm thiết kia có thể thắng một kèo cá độ. Đen cho Hero trận Iris chắc chắn thắng thì cậu ta bị đuổi khỏi sân không như thanh niên nhạt nhẽo ra tay nhẹ nhàng tình cảm. Iris rất tàn bạo. Sau trận chiến do tình cờ nhìn thấy Beatrix nên Iris liền đuổi theo bắt chuyện. Beatrix tặng Iris một chiếc bánh, ăn nó vào thì sẽ vui lên đấy. Tuy nhiên Iris đã từ chối, cô chỉ vui khi bản thân giành cúp vô địch. Chẳng biết Iris làm được không vì cô thuộc mục tiêu mà ra đâu cần đánh bại. Kageno lúc này còn nghĩ xong luôn lời thoại sau khi hạ gục công chúa mạnh nhất. Với điều kiện cậu phải sống sót qua đêm nay, dám bỏ xem trận đấu của bà tại học viện đổ nát chưa có tiền sửa rose đứng trước gương trầm tư suy nghĩ hỡi bóng tối của màn đêm dùng rợn xin hãy nhuộm đen tâm hồn và thể xác tôi trời về khuya mọi người đã chìm vào giấc ngủ trừ vài thành phần thích tập thể dục ngay từ khi còn bé iris đã luôn là trung tâm của mọi sự chú ý sống và lớn lên cùng những lời khen iris chưa bao giờ biết thất bại là gì cô thuận lợi gia nhập hiệp sĩ đoàn tuy nhiên có gì đó không đúng cho lắm họ chỉ coi iris như một bình hoa di động nhằm ổn định lòng dân trong lần học viện bị tấn công lời nói của iris không hề có trọng lực trở về Phan nàn với vua cha thì ăn khiển trách có lối suy nghĩ quá trẻ con chính vì thế iris quyết tâm chiến thắng giải đấu để khẳng định lại bản thân lễ hội busin hôm nay náo nhiệt hơn mọi khi bởi vì công chúa có trận đấu kageno sống bần hàn quen rồi được ngồi ghế vip cậu cảm thấy sướng iris tới nơi nhìn thấy ly cà phê cô khen mùi thì thơm nhưng vị quá đắng sống hơn chục năm nhờ kageno mà iris mới biết sữa làm cà phê hết đắng lễ hội quy mô lớn có khác đầu tư hẳn một người cào đất giúp sân bằng phẳng. Drama quen thuộc xuất hiện cao thủ bị bảo vệ chặn cửa do thấy quá phèn. Cái kết, thân phận võ thần Beatrix được công khai mấy anh bảo vệ mất việc. Đám quý tộc mũi thính hơn cờ hó người mùi nhân vật lớn liền ra tạo quan hệ. Nghe thấy Beatrix đánh giá cao Kageno ngay lập tức bọn này hải quay xe. Trong mắt đám quý tộc võ thần vừa không uy tín vừa éo có năng lực nhận biết. Cùng lúc này tên Joem vừa mới bón thêm thuốc hồi trinh à nhầm khống chế quốc vương. Rose nhất định sẽ vì người cha già đáng thương mà trở về đúng theo kế hoạch của hắn. Ngay trước nếu Rose không chạy trốn thì cô đã bị bắt đi ám sát quốc vương Midgar rồi. Còn bây giờ nếu Rose không quay về tên James sẽ điều khiển nhà vua ra tay. Mọi chuyện vẫn đang rất thuận lợi cho tới khi thanh niên nhạt nhẽo từ đâu xuất hiện. Kẻ đó vô cùng bí ẩn, tỷ lệ thành công của kế hoạch có thể bị giảm. Cộng thêm Shadow Garden nữa, họ làm cho tên James điên hết cả đầu. Đang nóng tự nhiên có người chê mình nặng mùi hắn yêu cầu tống cổ ra khỏi sân. Biết Bechix là võ thần kẻ thức tỉnh dòng máu anh hùng tên Zen sợ luôn. Kiểu này hắn phải đẩy nhanh kế hoạch ám sát không thì toang, quá nhiều biến động. Tên Zen có một niềm tin mãnh liệt rằng dâu sẽ tới kế hoạch phải thành công. Phía dưới đấu trường Cle đánh bại đối thủ của mình dễ như trở bàn tay. Trình độ cỡ đó tên Zen éo quan tâm đối với hắn Iris mới khó giải quyết. Ở đời đừng bao giờ khinh thường người khác xa đâu chị mày hành cho như con đấy. Iris trên đường ra sàn đấu nhận được rất nhiều lời khen từ đám fan của cô quyết tâm chiến thắng để khẳng định chỉ cần có mình thì vương quốc sẽ bình yên đối thủ lần này là thanh niên nhạt nhẽo iris dự định dốc toàn lực ngay từ đầu cơ hội chứng kiến sức mạnh thật sự của kẻ địch tương lai tên Joem không thể bỏ qua trận đấu bắt đầu tầm nhìn của iris hình như có gì đó sai sai kết thúc tất cả đã kết thúc công chúa được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng đấy là iris nghĩ thế trên thực tế cô vẫn sống sống khỏe đàng khác Đám dân đen ngơ ngác éo hiểu lý do tại sao công chúa chưa đánh mà lui. Còn Iris, cô lại tiếp tục xuất hiện ảo giác cơ thể mình ăn chém. Chuyển cảnh qua phía Rose, cô nàng đang trên đường tới phòng VIP nhưng hơi lạ. Bảo sao lạ hóa ra toàn bộ khán giả tại đây đã bị Shadow Garden bắt sống. Nguyên nhân chỉ có một, dọn đường cho Rose hoàn thành sứ mệnh của bản thân. Trở lại đấu trường Iris suốt từ lúc bắt đầu chẳng tiến lên được bước nào. Thanh niên nhạt nhẽo lúc này đối với cô chính là thiên hạ tối cường trong truyền thuyết. Đám dân đen cảm thấy niềm tin bị xúc phạm, công chúa mà lại chơi đồ. Nghe mấy câu nói đó Iris cay cú, cô thả ăn chém cũng phải xông lên. Kageno đứng đợi thời khắc này từ chiều có mỗi việc tấn công cũng lâu là. Xin là xin vĩnh biệt cụ, Iris bị hạ đo ván trong đúng một chiều. Theo lẽ thường toàn bộ khán giả phải tung hô người chiến thắng nhưng không, họ im lặng. Tên gen kinh hãi trước skill thanh niên nhạt nhẽo thể hiện quá ảo ma Canada. Không nên kết thù với kẻ đó, sức mạnh của hắn thật sự khủng khiếp. Tạm bỏ qua chuyện đấy, công chúa Zeus đã thật sự xuất hiện đúng như kế hoạch. Tên Gem ngay lập tức đề nghị Rose hãy tới nhận lỗi với quốc vương điện hạ. Rose chân thành xin lỗi cha chuyện trong quá khứ cũng như tương lai sắp tới luôn. Mặc dù bị khống chế nhưng quốc vương vẫn mỉm cười đồng ý tha thứ cho con gái. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Trước khi về nơi chín suối cha gửi Rose một lời cuối cùng, ta yêu con. Giải thoát cha khỏi sự đau khổ dày xéo Rose quyết định xuống đoàn tụ với ông ấy. Vậy ra đây là sự lựa chọn của cô sao Kageno hiện thân cắt ngang cậu chuẩn bị công khai thân phận thanh niên nhạt nhẽo chính là sa đâu trong truyền thuyết kịch bản đang ngon thì Rose cầm đèn chạy trước ô tô nói kẻ diệt đạo tặc phong cách đứa nào chạy chính là đạo tặc không chạy thì là đạo tặc được huấn luyện rose bắt đầu nghiện kiếm thuật từ lúc chứng kiến cảnh kageno cướp bóc dân lành vào thời điểm được hỏi tên kageno đã trả lời kẻ diệt đạo tặc phong cách thất vọng về bản thân Zeus tự trách mình làm phí phạm sức mạnh của sa đầu được kageno động viên cô nàng vực dậy ý chí éo muốn chết nữa tên em điên cuồng gọi viện binh lính của hắn đi lãnh cơm hộp hết rồi hiện tại không còn một ai dùng được bichix đồng ý rút kiếm tương trợ trời ban cơ hội chiến đấu với võ thần kageno phía bên ngoài iris vẫn nằm chưa thể chấp nhận hiện thực vừa xảy ra cho đến khi thanh niên nhạt nhẽo bạo lộ thân phận sao cô đã rất bất ngờ kẻ mình luôn khao khát săn lùng lại chính là kẻ bón hành mình như cửa hó quốc vương midgar đúng chất minh vương bình tĩnh chỉ đạo chư hầu giải quyết vấn đề tuy nhiên chỉ có thể khắc phục hậu quả muốn giải quyết xa đâu phải cần cao thủ. Tên Gem lúc này đang trên xe ngựa chạy với vận tốc bàn thờ về nước. Cuộc chiến thế kỷ như vậy mà không ở lại xem, thật phí phạm của trời. Kageno thoát ẩn thoát hiện biến hóa khôn lường chỉ nhằm góc chết tấn công. Cậu đánh toàn đòn bí hiểm may mà Bichix có thực lực nếu không thua rồi. Bichix éo hiểu Kageno cứ như hách vậy không cảm nhận được sự tồn tại. Đang chơi solo thì bất ngờ Iris tới góp vui, thanh kiếm là cổ vật bị Kageno cà khịa thua xong chơi đồ Iris cay cú bật mốt hủy diệt. Một kiếm cô chém ra bao hàm lượng lớn lửa miễn phí đốt cháy tất cả. Đứa ngu nào đánh nhau trong thành phố đó là lời Claire nói trong lúc tìm em. Cô có hai sự lựa chọn, cô nói Zeus nghe được khi chưa biết phải đi đâu. Tình hình chiến của nhóm Kageno khá căng, Iris phát nào cũng dùng toàn lực. Kageno rất vui sướng khi cậu chuyển qua dùng cây xà beng trong truyền thuyết. Đánh nhau chọn chỗ vắng vẻ mà đánh, tiếng người dân vô tội la hết thất thanh. Phần làm nóng người kết thúc Kageno còn rất nhiều thứ hay ho với xà Ben. Cùng lúc này Alpha bắt đầu rũ dỗ Rose gia nhập tổ chức Shadow Garden. Nếu Rose chứng minh được giá trị bản thân vương quốc Oriana có thể được cứu. Khát vọng của người cha quá cố là mong con dân vương quốc được an cư lạc nghiệp. Hơn nữa nếu gia nhập Shadow Garden Rose sẽ có cơ hội tiếp cận thần tượng. Một công đôi việc, Rose xin thể luôn luôn trung thành với chúa tể bóng tối. Quay lại phía Kageno cậu bắt đầu đọc kịch bản làm màu chuẩn bị từ trước. Cà khịa chút cho vui mục đích chính vẫn là khiến đối phương tăng lực chiến. Kageno sử dụng chiêu thức của hấp huyết quỷ bắn nước liên tục vào hai cô gái. Dị giới này phải ngang bình dương, thầy có đánh nhau người dân đứng xem đầy đường. Ăn một cú đá thẳng mặt của Kageno Iris tới giờ sống mũi còn cay. Lần nào cũng vậy Bichix tấn công là khí thức Kageno biến mất hoàn toàn. Tận dụng thời gian đối phương đang đứng gáy Iris bất ngờ cắn trộm từ phía sau. Kageno xin lỗi phải nói một câu với sức mạnh vay mượn không thể thắng nổi đâu. Gặp thế bí, Iris quyết tâm đánh đổi tính mạng để cầm chân mục tiêu. Cô điên cuồng lao lên tấn công, quăng cả vũ khí vào mặt kagen luôn. Vận dụng tối ưu đến từng nhịp thở, Beechix chém được một kiếm mỗi tội không trúng. kagen biết thương hoa tiếc ngọc cậu đạp con gái nhà người ta khóc thét. Sau thất bại thảm hại, Iris vẫn cố vùng dậy đe dọa Kagen-o. Hiệp sĩ toàn vương đô đều đang được điều động, tất cả sẽ truy sát cậu. Không gian bỗng trở lên lắng động sau câu nói của Iris chỉ còn lại tiếng mưa. Bất ngờ Kageno cười phá lên đây là lời đe dọa hay nhất cậu từng nghe. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ư, anh mày lại sợ quá cơ. Trò chơi đến đây là kết thúc, cái kết cho sự coi thường đấng tối cao. Lĩnh vực của Kageno bao trùm toàn bộ vương đô Iris hoang mang tột độ. Alexia ở một nơi cách xa tranh đấu nhưng cô nàng vẫn bị vạ lây. Giống chị mình biết vô nghĩa nhưng Alexia vẫn đặt mục tiêu đánh bại xa đầu. Trở về với Kageno, cậu diễn chuẩn vai phản diện cười như chơi đồ. Hỡi lũ ngu dân, hãy chứng kiến chiêu thức tối cao tối cường vô song của ta. I am atomic, tất cả những thứ trong lĩnh vực đều trở về cát bụi. Đùa thôi làm gì mà căng, anh họa sĩ nghỉ ốm nên trận chiến kết thúc. Lần đầu tiên trong đời thất bại tuyệt đối, Iris khóc như đứa trẻ đòi ăn. Sau đại thảm họa ngoài tin dâu giết cha tất cả chuyện khác báo đều viết ngược lại. Xa đâu, Seri bị ám ảnh bởi cái tên này đến lỗi trở lên điên loạn. Chuyển cảnh tới chỗ tên do em hắn đang call video với một kẻ thần bí nào đó. Kế hoạch tuy gặp biến cố nhưng vương quốc Oriana vẫn nằm trong tay hắn. Bichic chuẩn bị về quê trước khi đi cô khuyên Iris nên nhận thức rõ bản thân. Sau tất cả, Bichic vẫn không tìm được đứa cháu gái mất tích của mình. Phía hiệp sĩ đoàn thì đang đỏ mắt truy lùng xa đâu, đúng kiểu bất lực. Các cô nàng suy luận việc làm của Kageno liên quan đến chính sự quốc tế. Nếu ai cũng ngu ngơ như Delta thì tốt biết mấy, trí tưởng tượng quá ảo. Trở lại cuộc sống bình thường, Kageno tiếp tục đi học với đám bạn nhưng thiếu mất Hiro bởi vì cậu ta đúng nghĩa ra đảo luôn nợ quá nhiều. Thanh niên Jaga ước gì lúc hỗn loạn nếu mình ở vương đô thì được ôm gái rồi. Người vô địch lễ hội chính là Kei, không hổ danh chị gái trùm cuối. Hôm nay Alpha sẽ dẫn Zeus tới căn cứ bí mật của tổ chức Shadow Garden. Kageno từng đánh bại dòng sương mù và trở thành chủ nhân vùng đất này. Đô thành viễn cổ Alexandria, một nơi đầy bí ẩn với nhân loại. Alpha giao Zeus cho một cô gái tên Lambla phụ trách huấn luyện. Từ bây giờ cái tên Rose sẽ biến mất thay vào đó là 666. Không chỉ cái tên, tất cả mọi thứ ngoài thân xác Rose đều bị tước đoạt. Cô nàng lúc này nhìn tội hơn bao giờ hết, tinh thần hoàn toàn suy sụp. Khung cảnh thay đổi qua một vùng đất đổ nát, nơi tiếng piano du dương. Kageno trình tấu bản nhạc sở trường của mình cùng cây đàn ăn trộm được. Cậu đã lên xong kịch bản cho phần sau, mọi người nhớ chờ đợi nhé.